Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện chất tử điện hạ. Quyển 4 chương 1, thiên không dày đặc tựa hồ mang theo mấy phần xung đột muốn nổi lên phong tuyết, hai bờ sông có cây thanh lục xanh đậm trải kín, tầng đất lòa lồ thoạt nhìn như là làn da tiểu tụy khô cạn, không có sinh khí ép sát thân thể gầy trơ xương của lão nhân. Trên mặt sông tùy khí uốn lượn, tầm nhìn trơ trụi khiến chung quanh có vẻ trở nên chật chội So với băng thiên tuyết địa ở kinh thành, mùa đông nơi này cho dù lạnh cũng không có đại tuyết bay tán loạn thiếu niên mang ánh mắt đầy sương mù như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước thân mình cho dù bọc hồ cừu cũng không giấu đi vẻ đơn bạc thẳng tắp đứng ở mũi thuyền mái tóc đen mềm mại giống như tơ lụa nhẵn mịn vốn là còn trẻ vô nhàn sầu vì có gì lại ai nhiên một tiếng thở dài đang suy nghĩ gì từ khoang thuyền đi ra một gã nam từ hắc y hắc xa tử ly khẽ a một hơi Nhìn xương trắng tiêu tán mới rút tay về nói, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là ngẩn người mà thôi. Không muốn nói thì thôi, vào đi, thân thể của ngươi chịu không nổi hàn khí nặng như vậy. Hắc y nhân không cho là đúng, dẫn đầu xoay người chui vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền đặt đầy hòa bồn rõ ràng so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, tử ly ngồi ở trên chiên tử chăn, nhìn hắc y nhân đang hâm rượu muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? cách hắc xa vẫn có thể cảm giác được tầm mắt muốn hỏi của y. Tử ly lau đi hơi nước trên tóc, do dự trong chốc lát nói, cảm ơn ngươi giúp ta rời đi hoàng cung, đã đi xa như vậy, hẳn là an toàn, ta nghĩ là thời điểm nói tái kiến. Hắc y nhân khẽ cười một tiếng, a à, qua đến sông nhanh như vậy liền đoạn cầu. Ta không phải ý này, tử ly nhíu mày biện bạch, ta chỉ là nói ta đã phiền toái ngươi thật lâu, không muốn lại làm phiền ngươi hắc y nhân chậm rãi uống một hớp noãn tử, rượu ấm, không mặn không nhạt nói, người đã phiền toái ta quá nhiều, thêm vài cái nữa cũng đã mất cái gọi là, lại. Tử ly thoáng chốc lĩnh ngộ, lập tức nói sang chuyện khác, nhận thức ngươi lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên là gì. Luôn thánh dược thủ thánh dược thủ, gọi có cảm giác xa lạ. Kỳ thật chuyện tử ly càng muốn biết là người trước mắt này vì cái gì luôn đội hắc mạo, chẳng lẽ là mặt của hắn hủy dung nhận không ra người không thể trả lời, xấu hổ trầm mặc một hồi, tử ly lại hỏi, ngươi vì cái gì phải giúp ta? Ta cao hứng, tử ly miếu miệng, người này, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta phải đi tới đâu không? Mục đích của ngươi không phải là vì rời đi sở kinh vương sao, chỉ cần ly khai hắn là thành, cần gì phải quản đi nơi nào. Thoáng chốc bị kiềm hãm, tiếp theo trong lòng chua sót. Tử ly xoay qua không nói nữa, lại nhìn giang thủy bên ngoài khoang thuyền lang lăng xuất thần vì tránh tai mắt của người hai người một đường xuôi nam nơi phân giới hà đạo chảy vào sờ kinh cùng đan mạnh lại xuôi dòng được một đoạn hành trình cuối cùng lên bờ ở một bến tàu đan mạnh quốc vào thành thì sắc trời đã tối bọn họ chọn một khách điếm mụ lại bởi vì những xương phòng đơn cơ bản đã đầy hai người chỉ có thể cùng ở trong một gian phòng một đêm giường ngủ chật chội sau khi chứa hai người có vẻ càng thêm nhỏ hẹp trong bóng đêm con ngươi tử ly mở to suy nghĩ lặng lặng nằm, chăn thực cứng, còn tản ra một cỗ vị mốc, tử ly cực kỳ sợ lạnh nhịn không được run run, lúc này không khỏi nhớ tới cái ôm ấm áp thoải mái của hoành húc. Nhớ hắn, trong bóng đêm bên cạnh bỗng nhiên vang lên câu hỏi làm cho tử ly trong lòng thoáng hoảng, y phát hiện đối phương tựa hồ luôn có thể đoán được ý nghĩ của mình, điều này làm cho y rất không thoải mái. Không, không có, ta ghét nhất loại người khẩu không đúng tâm ngữ khi đối phương đột nhiên tranh chua. Tử ly siết góc chăn trầm mặc, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ta không có trốn tránh, tử ly biện bạch, ta chỉ, lời nói lại đột nhiên dừng lại. Tìm không thấy cai cơ đi, hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng yêu đến tận xương, lại tự ti cho là mình không xứng với đối phương, cuối cùng lựa chọn bỏ đi xa. Đây không phải là trốn tránh thì là cái gì? Xuyên thủng đau khiến người không thấy máu, tử ly ngây người hồi lâu cuối cùng vẫn nhược nhược lập lại câu kia ta không có trốn tránh người bên cạnh khoát một tiếng ngồi dậy cho dù trong bóng đêm cũng có thể cảm giác được tầm mắt lợi hại của hắn tử ly bình khí không dám xảo động phanh một tiếng vang thật lớn đối phương đã xuất môn đi xa tử ly nhẹ thở ra khẩu khí thật đúng là người chẳng biết tại sao cứ âm tình bất định mình đến tột cùng nói sai cái gì làm cho hắn phát đại hỏa như vậy trằn trọc hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện thánh dược thủ vẫn chưa trở về. Tẩy xuyến xong đi xuống lầu, khách điếm đã đến không ít thực khách, ở trong một đám tiểu dân thì tình tầm thường, hắc y nhân cử chỉ nhàn nhã kia càng thấy rõ trong mắt. Tử ly đi đến bên cạnh bàn hắn ngồi xuống dò hỏi, người tối hôm qua đến nơi nào vậy? Như thế nào một đêm cũng không trở về phòng. Thánh dược thủ đặt ly trà xuống, ta đến đâu cũng phải hướng người báo cáo sao hiển nhiên là chưa nguôi cơn tức. Tử ly nhún nhún vai, thật sự là người keo kiệt. Tiểu nhị, đến hai lung lồng bánh bao quán thang canh. Có ngay, xin khách quan chờ. Bàn tay nâng lên ly trà ấm, tử ly kiên nhẫn chờ đợi đồ ăn sáng của mình. Ngoài cửa là ngã tư đường người đến người đi, trên mặt đất kết lại một tầng xương mỏng manh, ngày đông vừa soi liền một mảnh ẩm ướt, người qua đường mặc ôm thũng cục mịch thật cẩn thận hành tàu chỉ sợ thoáng không lưu ý thì bàn chân sẽ hướng lên trời. Bánh bao và quán thang đến đây, khách quan thỉnh ngài chậm dùng. Bánh bao nóng hôi hổi, da mỏng nhân đẹp giống như bạch cúc, trắng noãn như sứ, gắp lên một cái tròn như đang lung đèn lồng. Khinh khinh đề, mạn mạn diêu nhẹ nhàng nâng, chậm rãi lay động cửa sổ trước mở, lại ăn canh, một hơi khiến miệng đầy hương. Đang ăn đến tâm vô bàng vụ quên đất trời, bỗng nhiên mặt bàn, bành, một tiếng vang lên, Tử Ly sợ tới mức tay run lên, bánh bao, ba, rớt xuống mặt bàn rời xa cái bụng. Tử Ly giận, Thánh Dược Thủ cũng giận, hai người đồng thời ngẩng đầu giận chừng mắt người tới. chương 2, hai người thu dọn xong, Thánh Dược Thủ đang định rời đi, Tử Ly chợt nhớ tới nghi hoặc sáng nay lập tức hỏi, người như thế nào đoán được sẽ có chuyện phiền toái phát sinh. Thánh Dược Thủ cũng liếc mắt hắn một cái mới nói, sáng nay cái tên béo kia còn nhớ rõ. Tử Ly gật đầu, trên người hắn có hương vị hoa tiêu, đinh hương cùng bạch đậu khấu. Vậy có thể nói lên cái gì? Ba loại thảo dược này có tác dụng chống phân hủy. Người nói một người đem dược vật phòng ngừa thi thể hư thối mang ở trên người nói lên cái gì? Tử ly đột nhiên trừng lớn ánh mắt, tiếp theo thần tình ghê tởm nói, vậy dương kia, ý của ngươi là nói dương kia chứ? Đầu người linh tinh gì đó, ngươi còn chưa rốt nát người thường đối với người chết chính là kiêm kỵ như thế nào lại đem đầu người mang ở trên người cho nên tên béo này khẳng định không đơn giản hơn nữa theo ta đoán chắc phải là sát thủ bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể đem thủ cấp của mục tiêu chặt xuống giao cho người thuê để chứng thực bất quá cái này cùng chúng ta không quan hệ vốn không đến mức gặp phải phiền toái gì nhưng đáng ghét chính là trên người tên béo kia còn có một loại dược vật dùng để truy tung một khi dính lên bất kể tẩy trừ như thế nào cũng vô pháp loại bỏ cỗ mùi kia, bởi vì loài phi trùng truy tung loại dược vật này có khứu giác thực bén nhạy. Về phần bản thân tên béo kia không thể đoán hắn là không biết mình dính lên loại dược vật này, nhưng hắn tới gần chúng ta cũng là cố ý, như vậy có thể phân tán lực chú ý của truy binh. Bởi vì trốn sát thủ nên không có khả năng cùng đồng lõa bên ngoài giao tiếp, hơn nữa ở trong một phòng thực khách, tựa hồ chỉ có chúng ta thoạt nhìn không giống dân chúng tầm thường cho nên cho dù chúng ta nói không phải, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Tử ly nhíu mày sâu, vậy phong thành cũng là nơi hắn hướng tới. Đó là một vấn đề, ta chỉ đoán được lúc cầu gia của hắn đến truy sát lúc ấy cũng tình cờ đem chúng ta hợp vào, lại không nghĩ rằng hắn gặp phải người của quan phủ. Nghĩ đến tên béo diện mục khả tăng kia, tử ly trong lòng phiền muộn không thôi. Chính mình không đi tìm phiền toái, phiền toái cố tình tìm tới cửa. Hiện tại chúng ta dịch dung hẳn là nhận không ra đi. Thánh dược thủ nhướng nhướng mi, này khó nói, cho nên phải nhớ kỹ lý do thoái thác mới vừa rồi. Ban đêm, trải qua quan binh bốn phía lục soát thành lúc ban ngày, ngay cả nguyệt quang cũng bị gây sức ép đến mệt nhọc giống như cuộn trong mây không muốn đi ra. Ngã tư đường không có một bóng người, gió lạnh quát qua cửa sổ một trận ào ào loạn lay động. Trong con hẻm tối bỗng nhiên lách ra một đạo bóng đen từ thân hình mà xem người nó cao lớn mập mạp, nhưng cước bộ lại nhẹ nhàng mẫn tuệ như một con miêu, chỉ thấy hắn dọc theo chỗ tối đi nhanh, tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên nóc nhà một khách điếm hai chân ôm lấy xả ngang mái hiên lộn ngược ở bên ngoài một cái cửa sổ, nhẹ lộn hướng về phía trước, kéo ra thanh khung cửa sổ xoay người rơi vào phòng trong. Người nằm ở trên giường hiển nhiên cũng phát hiện kẻ xâm nhập, chẳng qua còn chưa kịp nói chuyện đã bị bóng đen, ba, một tiếng điểm ngay áo huyệt. Tiếp theo thân mình lại có cảm giác tê dần, hoàn toàn không động đầy. Tử ly trừng mắt với người đang đem chính mình chậm rãi thả lại trên giường. Bóng đen cười hắc hắc nhỏ giọng nói, vật nhỏ không cần sợ hãi, ta chỉ bất quá tìm không ra nơi đặt chân muốn mượn giường của ngươi tạm nghỉ một đêm. Nói xong đem tay nải ở sau lưng phóng tới bên giường. Nghe thanh âm đó đã hiểu được người tới là người nào. Tử ly ứa ra mồ hôi lạnh ta ta liếc nhìn cái hòm ngăn nắp kia, bên trong là đầu người chết, đầu người chết đang đặt ở bên cạnh y thân mình bỗng nhiên nặng nề, hơi thở phun ở trên mặt có thể tưởng tượng được mặt của đối phương cách mình có bao nhiêu gần. Tử ly gian nan hút khí, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiện tại loại tình huống này, người khác có thể nói kêu trời trời không ứng kêu đất đất chẳng hay, nhưng mình là ngay cả kêu cũng kêu không thành. Thực sợ hãi sao? Đã nói không cần phải sợ hãi. Người nọ tiến đến bên tai tử ly nhẹ giọng nói, loại thì thầm ái muội như với tình nhân đảo qua gương mặt làm cho tử ly một trận ác hàn. Thật là thơm, tựa như liên hương như có như không, vật nhỏ ngươi tỏa ra hương liệu gì, người nọ vùi vào hõm cổ tử ly thật sâu hít vào một hơi. Cả người nhanh chóng nổi đầy da gà, bỗng nhiên ở cổ có một trận xúc giác thấm ướt ấm áp, tử ly đột nhiên chấn động. Còn rất ngọt, người nọ tiếp tục lấy giọng điệu ái muội nói lời làm cho da đầu người ta run lên. Không nên đụng ta, không nên đụng ta, không nên đụng ta. Chính là người nó hiển nhiên không có nghe được tử ly trong lòng hò hét, bất quá cho dù nghe thấy cũng chưa chắc sẽ nghe theo. Trong bóng đêm thông qua xúc giác nghĩ đến cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, trong mùa đông đại lãnh, phía sau lưng tử ly đã ướt một mảng lớn mồ hôi. Hơi thở cực nóng tới gần, cánh môi bị ngập mút vào liếm lộng, đầu lưỡi vẽ lộng nơi khẩu khang buồn miệng cho dù điểm huyệt nói cũng vô pháp ngăn cản tử ly run rẩy như hàn phong lạc diệp gió lạnh lá rụng. Một bàn tay đã chui vào chăn tìm được nơi vào y khâm, ở một khắc ngón tay lạnh lẽo xoa vào trong ngực mình, nước mắt tử ly liền tí tách rơi xuống dưới. Đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ gì. Động tác của đối phương dừng lại, tiếp theo sóc lên chăn tiến vào đem tử ly khóa lại trong lồng ngực nhỏ giọng nói, ta chỉ là ôm ngươi ngủ. Tử ly nghe vậy dừng lại nước mắt, đợi trong chốc lát thấy đối phương quả thực không hề loạn lộng, trong lòng mới hơi thả lòng. Chống đỡ một trận lại mơ hồ trầm ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện tên béo kia còn đang ôm mình ngủ say. Động động ngón tay phát hiện huyệt đảo đã cởi bỏ, tử ly lập tức vươn tay đi kéo ra cánh tay trên lưng, nhưng cánh tay vẫn không chút sức mẻ. Tên béo ghê tởm ngươi mau buông tay, một quyền tạp đến trên mặt của đối phương, cánh tay bên hông vừa buộc, lại gãi gãi gương mặt có chút ngứa, vật nhỏ đừng làm rộn, ca ca ta còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Tử ly mặt thoáng xanh, nắm lên tay nải bên cạnh liền hướng tới trên người tên mập mà ném. Ngao ô, tên béo rốt cục hú lên quái dị mở mắt ra, ta đã vài ngày chưa ngủ đủ giấc qua mặt trời lặn, ngươi như thế nào tàn nhẫn đánh thức ta như vậy. Mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi tiếp cận ta có mục đích gì, thừa dịp trước khi ta chưa hô to người khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không đưa tới quan binh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tử ly mắt lộ ra hôm quang nói. Tên béo ngáp một cái vẻ mặt không sao cả nói, ngươi dám kêu sao. Vật nhỏ, hiện tại chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền. Con mẹ ngươi, ai với ngươi là người trên một thuyền? Tử ly khí sát, chẳng lẽ ngươi nói không phải sẽ không đúng rồi sao? Tên béo tự tiếu phi tiếu nhìn tử ly nói. Tử ly nhìn gương mặt diện mục khả tăng trước mắt, lớn lên vốn đã đủ muốn bị đánh, còn xứng lên loại biểu tình thô bị tự cho là rất tuấn tú này, làm cho người ta buồn nôn rồi lại thật muốn hung hăng tấu hắn một hồi, sau đó lại đạp mấy đá. Buông, tử ly lạnh lùng nói, nha, lại sinh khí, tên béo vội vàng ngồi dậy ôm cổ tử ly lấy lòng nói, ngoan, đừng nóng giận, tối hôm qua chính là chỉ cùng ngươi đùa một chút. Không muốn ta tức giận liền lập tức buông tay, tên béo quả nhiên ngoan ngoãn thả tay. Tử Ly tấu hắn một quyền mới đi xuống giường thối lui đến bên cạnh bàn nói, hiện tại lập tức đi cho ta, đừng hòng tha chúng ta xuống nước. Vật nhỏ hảo ngoan tâm na, hiện tại binh lính cả thành đều đang tìm ta, nhìn thấy ca ca ta thân hãm miệng hồ cư nhiên còn nhẫn tâm đuổi ta đi. Tử Ly vẻ mặt chán ghét liếc mắt hắn một cái, ngươi không đi thì ta đi. Đừng đi theo ta là được. Nói xong bắt đầu mở ra cửa phòng, đi đến bên ngoài xương phòng thánh dược thủ kêu cửa đợi một hồi lâu mà lại không ai đáp ứng, tử ly không khỏi buồn bực, chẳng lẽ ngủ sâu như vậy. Đừng gõ, trong phòng không có ai, quay đầu lại, thấy bàn tử kia khoanh tay tựa ở cạnh cửa vẻ mặt ngả ngớn nói. Tự gánh vác tức giận, quay đầu lại không hề để ý đến hắn, nhấc chân oán hận đá văng cửa phòng thánh dược thủ, quả nhiên phát hiện bên trong rỗng tuyết, chăn đệm xếp trình tề hiển nhiên không có bộ dáng dùng qua, bất quá tay nải còn ở đó. Này cũng làm cho người an tâm không ít. Thánh, ca của ta đi đâu vậy? Xoay người chán ghét hỏi theo người vào tới. Tên béo nhún nhún vai, ta làm sao biết? Vừa phẫn hận liếc mắt tên béo một cái, tử ly mới vòng qua hắn trở lại trong phòng mình phanh một tiếng đóng cửa lại. Kỳ quái, thánh dược thủ đến tột cùng đi đâu vậy? chương 3, trong thư phòng bố trí đơn giản mang đầy cổ vị, trung niên nam từ một thân tiện phục trang phục hàng ngày, ngồi ngay ngắn trước án thư nhíu mày đọc thư tín trong tay hắn thân hình khôi ngô dưới lớp tiện phục bên người có thể cảm nhận được thân hình mạnh mẽ cùng sức mạnh bừng bừng phấn chấn đường cong gương mặt cương nghị như đao tức thậm chí mang theo vài phần thô cuồng ý nghị của thảo nguyên đại hán ngũ quan đoan chính không tính là anh tuấn lại tản ra sức quyến rũ nam nhân nói không hết nam tử này không phải ai khác chính là ngụy thần tướng quân đối với bắc linh vương trung thành và tận tâm lúc này hắn thu được mật kiện đến từ nội ứng sở kinh tam điện hạ mất tích ngay lúc nguyên bản trải qua thâm tư thuộc lự suy nghĩ thấu đáo cam đoan kế hoạch giải cứu sắp tới thực hành không sai sót thì diễn viên bỗng nhiên mất tích. Ở trên khung màu bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng như vậy đối với những người làm việc lớn như bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tình thiên phích lịch xét đánh giữa trời. Ngụy thần mặt co mày có buông thư tín trong tay, lập tức dương mắt nhìn nhìn thanh niên nam tử đang đứng tĩnh lặng ở trước án thư, tin tức đích xác là thật. Thiên chân vạn xác, Hải Nhi đã tìm người chứng thật qua thanh niên nam tử đầu đội ngọc quan khí chất ôn hòa hồi đáp, hơn nữa, ấn theo tin tức của mật thám cùng tam điện hạ đồng thời mất tích còn có một người gọi là Thánh Dược Thủ, nghe nói hắn là do sở kinh vương mời vào trong cung cấp tam điện hạ chuyên trần. Trước mắt xem ra tam điện hạ mất tích rất có thể cùng người này có liên quan. Nếu là như vậy, vậy hắn đến tột cùng là người nào? Lại có mục đích gì? ngụy trọng Sở nhìn phụ thân mở miệng hỏi. Đối mặt nghi vấn của nhi tử mình, Ngụy thần trước mắt đồng dạng không thể biết được mày nhíu càng chặt hơn, hắn lập tức đứng dậy chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi thong thả đến giữa giá sách, tiếp theo quay đầu lại phân phó, sở nhi, người lập tức tăng số nhân thủ đi thăm dò hành tung của tam điện hạ, phải tránh và đề phòng người của đại hoàng tử, mặt khác kể lại tường tận cái tên, thánh dược thủ, kia cho ta. Giả, phụ thân, ngụy trọng sờ thờ dài cáo lui, ngụy thần xua tay, nhìn ngoài cửa sổ phiêu nhiên rơi xuống lá ngân hạnh thở dài một tiếng. An thất vương chiều hôm nay thật sự là thời buổi rối loạn a. À. Người đâu? Vâng, lão gia có gì phân phó? Lão quản gia ở bên trong phủ phụng dưỡng mười mấy năm đi tới dò hỏi. Trương quản gia, trong phủ còn có mấy tên hạ nhân. Theo ý của lão gia, mấy tháng nay lão nô đã lấy các loại cơ phân phát năm nha hoàn, hai chủ nương, ba gã sai vặt, còn có hai mã phu. Trước mắt trong phủ chỉ còn lại hai nha hoàn bên người công tử hai nha hoàn bên người thiếu phu nhân, ba tiểu tư trong sân viện, bốn chủ tử, hai mã phu, tổng cộng 13 người. Ân, Ngụy Thần gật gật đầu, "Trương quản gia, sự tình trong phủ liền làm phiền ngươi lo lắng." Lão ra sao lại nói vậy? Trương Mỗ ta ở Ngụy phủ chủ sự mấy mươi năm, ta đã sớm cho rằng Ngụy phủ là máu thịt của ta. Ngụy Thần cảm kích nhìn lão nhân già nua trước mặt, thở dài, cho Mã Phu chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung một chuyến. Người đi trước đi. giả, dạ, lão ra, tử ly mặt co mày cáu ở trong phòng bước đi thông thả, đã qua nửa canh giờ thánh dược thủ như thế nào còn chưa có trở lại. Tuy rằng hiểu được hắn thường xuyên nửa đêm ra ngoài, nhưng chưa bao giờ có tình huống mặt trời đã treo cao còn chưa có gặp nhân ảnh giống hôm nay. Chắc không phải là gặp phiền toái gì đi. Nghĩ vậy trong lòng tử ly nhảy dựng, tuy rằng đối với thánh dược thủ người này không phải thực hiểu biết, nhưng ít nhất người ta cũng đã giúp mình không ít thậm chí đã cứu mình một mạng. Nếu hắn thực sự gặp nguy hiểm, tử ly cũng là hoảng loạn. Vật nhỏ, có ai nói qua với người bộ dạng nhăn mi của ngươi cũng làm người thấy nhộn nhạo theo hay không? Một phen thanh âm làm cho người ta tuyệt đối chán ghét vang lên. Bỗng nhiên xoay người, nhìn tên béo đang ngồi ở bên cạnh bàn tự rót trà uống một mình, cửa phòng cũng không biết từ khi nào đã mở ra một cái động khẩu. Ngươi, sao, lại, tiến, vào, được, cắn răng mở miệng hỏi. Này cần hỏi sao, ngươi vào bằng cách nào ca ca ta liền vào bằng cách đó. Tên béo dùng phi thủ nâng cầm nghiêm trang hồi đáp, tử ly chán bạo gân xanh, bước nhanh đi qua một phen túm áo hắn hung hăng nói, da mặt của ngươi quả thực so với tường còn dày hơn, tử nhân béo, tối hôm qua đối với ta vừa hôn lại sờ lão tử còn chưa có tính sổ với ngươi, hiện tại lại giống như chó con dính ở trong này, lão tử thật muốn một đao đem ngươi làm. Lại sinh khí, vật nhỏ ngươi như thế nào luôn tức giận tuy rằng bộ dáng ngươi tức giận cũng thực đáng yêu. a à, tử ly bị nhã mau chọc cho dựng lông, một phen khắp trụ ở cổ của hắn, không cần gọi ta vật nhỏ, ngươi này tên béo ghê tởm. khụ khụ sắp chết, vật nhỏ, ngươi quá dùng sức. Ta nói ngươi giết hắn cũng không phải không được, nhưng phiền toái chính là xử lý thi thể như thế nào, bây giờ là ban ngày lại là ở phong thành, mình mục trương đảm di chuyển xác tựa hồ không thể thực hiện được. Thánh dược, ngạch, ca người rốt cục đã trở lại. Tử Ly quay đầu lại nhìn thấy người xuất hiện ở cửa. Yêu, hắc y mỹ nhân cũng trở về rồi. Ta đồng ý để ngươi giết hắn, thi thể xử lý không là vấn đề, dùng hóa thi thủy là có thể lập tức hủy thi diệt tích, một sợi tóc cũng không lưu. Người ở cửa lạnh lùng mở miệng nói, hắc hắc, đừng đừng đừng, hóa thi thủy tuy rằng bất việc, nhưng mùi lại giấu không được, vạn nhất dính sang nhị vị sẽ không tốt. Tên béo nhảy đến một bên vui cười nói tử ly cực kỳ tức giận nhưng cũng không để ý đến hắn ngược lại hướng thánh dược thủ dò hỏi ca người đi nơi nào vốn không muốn nhiều lời nhưng khi nhìn thấy trong mắt tử ly rõ ràng hiện lên lo âu trong lòng không khỏi mềm nhũn nói đi ra ngoài lộng một trận mê vụ sương mù nho nhỏ ta nghĩ tối đa hai ngày chúng ta liền có thể ra khỏi thành tốt lắm tử ly hai mắt sáng ngời vỗ tay hoan hô ách nếu không ngại có thể hỏi một chút ngươi lộng trận mê vụ gì hay không anh béo sen mồm, hai mắt lạnh lùng lướt về, rõ ràng là một bộ biểu tình, người nói xem là ngại hay không ngại. Anh béo phẫn hận cười hắc hắc, quả nhiên không quá hai ngày cửa thành liền giải niêm phong, trải qua một phen kiểm tra hai người ra khỏi cửa thành, tử ly đi tới quan đạo nhịn không được hỏi, đến tột cùng là mê vụ trận gì làm cho bọn họ bất đắc dĩ phải giải niêm phong. Thánh dược thủ run run dây cương nói, dược tề trên người tên béo là mấu chốt để bọn hắn truy tung nếu bọn họ là dựa vào thứ này mà nhận thức, vậy ta liền ở ngay trên thân thể một nhóm người khắp toàn thành đều hạ loại dược này. Người mục hỗn châu, vàng thao lẫn lộn, ha, thật sự là cao, tử ly cười to, đang nói, phía sau truyền đến một trận vó ngựa, nhị vị mỹ nhân từ từ, thanh âm khiến người chán ghét, tên béo bụng vệ lập tức chạy tới chắn ngang trước mặt hai người. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tử ly không vui lạnh lùng nói. Hắc hắc, đừng có lạnh nhạt phân biệt như thế à biểu tình vô lại làm cho người ta một trận bạo phiền ta là tới nói lời cảm tạ nói lời cảm tạ liền miễn đừng tưởng rằng làm như vậy là vì ngươi thánh dược thủ nhìn nhìn rồi nhíu mày hắc hắc tuy rằng ngươi là vì chính các ngươi nhưng nói như thế nào cũng là gián tiếp giúp ta cho nên giai công tử nho nhã lễ độ giống ta như vậy sao có thể làm bộ như không có chuyện gì không cáo mà biệt chứ khóe miệng từ ly run rẩy có cỗ xúc động buồn nôn vậy nói xong ngươi có thể đi rồi thánh dược thủ không kiên nhẫn nói hắc hắc đi ngay còn vội vàng trở về báo cáo kết quả công tác nha tên béo nói xong quay đầu hướng tử ly chớp chớp ánh mắt tiểu nhân cơ hồ nhìn không thấy con ngươi nói vật nhỏ ta đi đây nhớ rõ phải nghĩ đến ta a à, sau này còn gặp lại cốt tử ly hướng tới bóng dáng hắn chạy vội đi quát lớn lần sau đừng để ta tái kiến ngươi Thánh dược thủ không cho là đúng nhìn mắt Tử Ly rõ ràng tức giận đến không nhẹ nói, làm gì cùng người không quen biết chấp nhặt như thế. Kiềm chế xuống cơn tức làm ầm ĩ, Tử Ly thở dài ra một hơi, như chợt nhớ tới cái gì lập tức hỏi, tay nải của tên béo kia đâu? Như thế nào không thấy? Thánh dược thủ lạnh lùng cười, không phát hiện sao? Ở ngay bụng của hắn. A, à, Tử Ly nghi hoặc quay đầu, thật là một tên tâm tư đơn thuần chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới tên béo kia cũng là dịch dung cải trang sao? chương 4, Đại tuyết nơi đầy, hàn phong ngừng tiêu tán, cảnh con áp tuyết, cao diêm, mái hiên cao huyền băng. Phóng nhãn nhìn lại, ngân bạch trước mắt giống như sợi bông đồng loạt xả khai, vô thiên cái địa phủ lấp trời đất đem đại địa bịt kín. Duyên vân tuyết vẫn chưa biến mất nặng nề rớt xuống kết thành một đoàn thật dày, giống như y trang bao lấy tảng đá lớn, không biết một khắc nào đó sẽ bỗng nhiên hóa thành một vật nặng khuynh đảo mọi thứ. Lẫm nức ngẩng đầu nhìn trời u ám, vẫy vẫy phất trần vung tay áo hướng tới mãn viện trắng bệch hơi thở nói, trời hôm nay lại thay đổi. Thừa tướng đại nhân, ngài tuổi đã cao sao có thể chịu đựng trong hàn khí này. Châu Nghiêm theo đuôi ở phía sau cuộn tay đặt ở bên miệng nhẹ a một tiếng, nói, làm phiền công công nhớ tới. Bất qua cũng nói lại, Đại nhân ngài là thiên kim chi khu nói vậy cũng chịu đựng được hàn khí này, nhưng đáng thương các nô tài chúng ta lão cốt còn phải ở trong cung này làm tròn bổn phận không dám ai thán. Công công người đây là đang trách cứ bổn tướng sao? Chúng ta không dám, lẫm đức vung phất trần cung người, tới rồi, đại nhân, thánh thượng đang ở bên trong chờ ngài a à. Làm phiền, châu nghiêm vuốt lại áo đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng hôn ám, hỏa bồn đặt ở trung ương lách tách cháy, hoành húc ngồi ở nơi mặt cắt giữa sáng và ám vẻ mặt khó lường nhìn châu nghiêm đang khom người đi vào thần khấu kiến bệ hạ hồi lâu không thấy động tĩnh châu nghiêm vẫn quỳ như cũ trong phòng trầm mặc chỉ có đốm lửa đang bập bùng rung động châu thừa tướng nếu chấm chưa từng nhớ lầm ngươi là nguyên lão hai triều tại triều làm quan đã có hai mươi ba năm thật lâu sau hoành húc mới chậm rãi mở miệng đúng vậy bệ hạ cựu thần vinh hạnh được bệ hạ cùng tiên vương trọng dụng Châu Nghiêm không nhanh không chậm nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng hiểu phụ vương ta vì sao mà băng hà. Hoành húc giọng điệu bình thản hỏi. Tiên Hoàng bí sự chuyện giấu kín, thần không dám vọng ngôn. Chấm chuẩn ngươi nói thẳng. Tiên Hoàng mang theo u uất mà băng hà. Vì sao uất? Châu Nghiêm ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn hướng Hoành Húc trầm mặc. Vậy chấm hỏi ngươi, một ngày trước khi bác Linh Hoàng tử mất tích ngươi đã tới Hạ Hà cung. Vâng. Ngươi đối với y nói cái gì? Điện hạ ngươi tuy là chất tử, nhưng vẫn là Bắc Linh hoàng tôn, hiện giờ lại lấy thân hầu Ngô vương, hạ thấp làm người ta khinh thường, khiến con cháu lệnh tộc hổ thẹn. Châu Nghiêm thái độ kiên quyết một chữ không bỏ sót thuật lại. Hoành Húc giận dữ, lập tức vỗ án dựng lên, người kiêu ngạo như vậy, người cư nhiên đối với y nói như vậy. Châu Nghiêm, cư tâm của ngươi đặt ở đâu? Thần lần này hành động hoàn toàn là vì suy nghĩ cho bệ hạ ngài đối với bắc linh hoàng tử sùng hạnh ra sao ở người khác xem ra có lẽ chính là nhất thời hứng khởi nhưng thần nhìn xem rõ ràng cái tình mà ngài dùng đã vượt qua giới hạn một đế vương nên có đế vương có thể làm tình nhưng không thể chuyên tình một khi chuyên tình liền thành tử huyệt thần nguyên nhân chính là vì nguyên lão hai triều thấy rõ bi tình của tiên hoàng mới xuất ngôn ngăn cản bệ hạ nếu muốn trách tội thần không còn lời nào để nói hảo tốt lắm Hoành Húc hung ác nhìn Châu Nghiêm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bỗng nhiên một tay lấy tấu chương trên án thư lẫn nghiên mực quét xuống đất, hảo một Châu thừa tướng luôn miệng vì chấm suy nghĩ. Nếu người thật sự là vì chấm suy nghĩ lại như thế nào cường ngạnh bức đi tình cảm chân thành của chấm, làm cho chấm thừa nhận loại oan tâm chi đau này. Bệ hạ bất giận, cút, lập tức cút đi cho chấm. Ngoặc kép chấm, vâng, thần cáo lui. Nhìn hoành húc lần đầu tiên ở trước mặt thần tử không khống chế được như thế, Châu Nghiêm chỉ phải theo lời lui ra. Hoành húc một cước đá ngả lăn án thư, tức giận tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Nhưng mà, Ly Nhi, không ai so với ngươi càng làm cho chấm huấn nộ hơn. Cũng bởi vì một câu nhàn ngôn của người khác, ngươi chỉ lưu lại một lá thư với hai chữ, chớ tìm, liền có thể đi đến quyết tuyệt như thế. Chẳng lẽ tình ý ngươi đối chấm lại nông cạn như vậy? Sắc trời dần phai, chân trời mờ mịt chỉ nổi lên một tia thiền bạch như ngư đỗ, bong bóng cá từ xa nhìn lại giống như nơi thủy thiên chạm nhau hình thành một miệng vết thương bị khâu lại. Nhị Nghiêu dẫn theo gậy trúc đi đến bờ sông, cởi xuống dây thường trói buộc ở trên cọc gỗ, tiếp theo sắn lên ống quần nhảy lên thuyền nhỏ vô cùng đơn sơ hơn nữa đã chóc đi nước sơn. Nhị Nghiêu này vốn là thay cha hắn sinh bệnh đến đưa đò. Ngày đông lạnh giá người muốn qua sông lại ít đi, huống hồ cha hắn nhiễm phong hàn, Nhị Nghiêu bảo lão rõ ràng nghỉ tạm một ngày, thế nhưng lão cha ngoan cố kia chết sống không chịu, nói cái gì hôm nay có thể sẽ có một người trọng yếu muốn qua sông, vừa khởi động thân muốn tới đưa đò, Nhị Nghiêu lại không chịu, đành phải đem cha ấn quay về trên giường, nói, được, người cứ hảo hảo nghỉ tạm một ngày đi, ta thay ngài đi đưa đò chu toàn. Nghe hắn vừa nói như thế cha mới từ bỏ, Nhị Nghiêu dùng gậy trúc chống bờ sông đẩy xa chỗ nước cản, tiếp theo, y nha lay lay muốn đến bến đỏ nhỏ ở Hạ Du. Nhìn một cái, không có một bóng người, mà ngay cả toàn đại gia mở trà quán cũng còn chưa tới mà. Nhị Nghiêu dựa vào cột trụ trói chặt thuyền trên bến đò, trà sắt hai tay đã đông lạnh đến đỏ bừng, cho dù tuổi trẻ lực tráng cũng bị xương muối đánh cho thằng run run, chớ nói chi là lão cha ngày thường gầy trơ cả xương của hắn. Kỳ thật Nhị Nghiêu sớm bảo cha của hắn đừng lái cái gì đò nữa, người nói hắn đều đã hơn 50, hà tất chấp ý ở lại đây chịu phần tội này. Chẳng lẽ cảm thấy được chính mình nuôi sống không nổi ông sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy một trận vó ngựa rồn rập. Nhị Nhiêu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên đường đang có hai người rủi ngựa hướng bên này phi tới. Đợi đến gần mới nhìn rõ đó là hai công tử thanh niên. Trong đó một người thoạt nhìn hơi dài chút nhìn thấy Nhị Nhiêu, mày cũng là thoáng nhíu, chỉ nghe hắn lạnh lùng mở miệng nói, Trương Hữu địa đâu nhị nghiêu sừng sốt há miệng ngay người nửa ngày mới tỉnh ngộ trương hữu địa mà vị công tử này hỏi chính là cha mình ách cha ta bị bệnh nhiễm phong hàn tuy rằng không quá cao hứng bởi người trẻ tuổi kia như thế nào không tôn lão như vậy tự nhiên gọi thẳng tên đầy đủ của cha mình nhưng với hắn mà xem nói như thế nào a à, chính là làm cho người ta tự biết xấu hổ hạ mắt nhị nghiêu không dám hoán giận chỉ phải nói thẳng thành y công tử hoãn hoãn mày lập tức nhảy xuống ngựa chúng ta phải qua sông sao? Công tử có chút tính trẻ con đi theo phía sau hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhị Nghiêu nhìn về phía người đại khái 17-18 tuổi trước mắt, gương mặt y không coi là tuấn mỹ, nhiều lắm là thanh tú chút, nhưng khi tầm mắt của Nhị Nghiêu chạm đến gương của y, trong lòng cũng nhảy dựng khó hiểu. Đôi mắt kia, thật thật đẹp vô cùng, đèn bóng có thể nói là như thủy uông đọng nước linh động. Ân, thanh niên công tử ứng một tiếng, hai người liền một trước một sau nhảy lên thuyền nhỏ của nhị nghiêu, mặt thuyền đứng ba người có vẻ chật. nhị vị đứng vững vàng, giải khai dây thừng, nhị nghiêu ra tiếng nhắc nhở, gây trúc y nha rung động mang theo ba người nhanh chóng cách rời bến đò. thuyền nhỏ đơn độc giống như phiến lá rụng phiêu trên mặt nước, trèo đến mặt sông đi. thanh niên công tử bỗng nhiên nói, gì? nhị nghiêu nhất thời còn tưởng rằng tai mình nghe lầm, ra mặt sông, kể bên này không có đảo a. À công tử ngài có nhớ lầm nơi hay không? Thanh niên công tử quay đầu lại lạnh lùng thoáng nhìn nói, bảo ngươi trèo ngươi liền trèo, vô nghĩa nhiều như vậy cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Một cái run run, người này như thế nào ác độc như vậy? Nhị nghiêu ngoan ngoãn ngậm miệng, theo lời hướng tới mặt sông yên vụ, sương khói, mình mông xuất phát. Hướng về nơi thủy vụ, hơi nước, trèo tới. Cho dù cảm thấy được nên nhắc nhở công tử này một chút, nhưng ngẫm lại, nhị nghiêu vẫn là từ bỏ miễn cho lại khiến đối phương ném ra lời nói ác độc gì đó. Vốn ôm tâm lý nhất định sẽ là một chuyến tay không trèo về hướng mây mù, nhưng ai biết khi một đầu tiến vào, lại thấy cảnh tượng làm cho nhị nghiêu trợn mắt há hốc mồm. Thần kỳ thần kỳ, sau sương mù cư nhiên là một tòa tiểu đảo Úc Úc thông thông xanh um tươi tốt. Tại bờ sông này sinh sống hơn 20 năm cũng chưa từng hiểu được nơi này cư nhiên có một tòa đảo nhỏ. Hơn nữa còn là tiểu đảo xuân ý nồng đậm. Đợi lại gần bờ, hai gã công tử hạ thuyền nhị nghiêu còn đang trong ngạc nhiên chưa phục hồi tinh thần lại biết nghe thấy thanh niên công tử kia nói hai con ngựa kia của chúng ta ngươi cầm đi cái này trở về làm cho ngươi cha ăn vào nói cho hắn biết ước định của chúng ta chấm dứt về sau không cần đưa đò nhị nghiêu lang lang cầm cái lọ trong tay đến khi nhìn lại trước mắt đã là một mảnh mây mù nào còn có bóng dáng tiểu đảo gì này hai người này chẳng lẽ là thần tiên qua wow, tiểu đảo không thấy ông tử không thấy, cha, ta gặp được thần tiên. Cha a, à. tử ly chẳng biết tại sao nhìn thuyền ra, người lái đò một bên chèo thuyền một bên hoa hoa kêu to. Ách, hắn làm sao vậy? Cái gì tiểu đảo không thấy? Chúng ta rõ ràng đứng ở trước mắt hắn a. À. Thánh dược thủ lạnh nhạt cười, ta ở chung quanh tiểu đảo bầy trận, này chẳng qua là thủ thuật che mắt. Đi thôi, chỗ ở của ta ngay tại phía trước không xa tử ly theo đuôi hắn đi vào rừng cây xanh ngắt um tùm một đường trải qua chẳng những thấy tùng thử con sóc đại vĩ ba đuôi lớn chim hoàng oanh líu díu thỏ hoang động tác nhanh nhẹn thậm chí còn có tiểu hồ ly đáng yêu y như vườn bách thú chúng nó còn không sợ người tử ly cảm thán không thương tổn chúng nó chúng nó tự nhiên không sợ đẩy ra lá cây rõ ràng thấy một mảnh đất hoang trống trải cỏ xanh giống như trải thảm ở giữa còn có hoa dại từ sắc làm đẹp linh tinh một con sông nhỏ sỏ xuyên qua nhóm thực vật cung cấp thủy vụ nồng đậm. Mà bên bờ sông róc rách nước chảy lại là một tòa mộc ốc rất khác biệt. Quả thực giống như đồng thoải, tử ly cảm khái, chương năm, bóng đêm dày đặc, ánh trăng ảm đạm trên nhai đạo đen ám, một bóng dáng thân mang đấu bổng áo khoác đầu đội đâu mạo thật cẩn thận dọc theo ốc tường đi về phía trước. Tuy rằng nện bước vô cùng gấp nhưng cử chỉ hết sức cẩn thận, ngẫu nhiên một tiếng mèo kêu thật nhỏ cũng sẽ làm cho hắn lập tức dừng lại, tiếp theo vẫn không nhúc nhích dán bên chân tường tĩnh lặng xem thật lâu. Từ từ đi qua một con phố, lại lách qua một đường vòng liền nhìn thấy tướng quân phủ dắt cao hai ngọn đèn lồng quất sắc màu cam nhạt. Bóng người quay đầu lại nhìn phía sau, tiếp theo gắt gao nắm đầu mão bước nhanh đi vào bậc tam cấp ở cửa bên hông trong ngõ hẻm chậm chậm gõ vang đồng hoàn. Vòng đồng trên miệng sư tử ngay cánh cửa chỉ chốc lát sau cửa nhỏ lên tiếng mở ra, bóng người nhanh chóng nghiêng người chui vào. Độc đốc, thanh âm nhẹ gõ cửa phòng tiến vào ngụy thần ở trước án thư ngừng đầu ánh nến quất sắc rơi rớt trên mặt hắn làm cho sắc mặt tiều tụy của hắn nhiễm thêm một chút hồng nhuận phụ thân ngài tìm hài nhi có chuyện gì quan trọng ngụy trọng sở đẩy cửa tiến vào cung kính dò hỏi hôm nay ta nhận được một phong thư nặc danh ngụy thần đem thư đưa cho ngụy trọng sở nói ngươi xem tin tức bên trên có thể tin hay không ngụy trọng sở tiếp nhận nhíu mi nhìn thì thầm bắc linh tam hoàng tử đang ở huyễn hư đảo hai người nhìn nhau huyễn hư đảo ở nơi nào hải nhi chưa từng nghe nói qua chỗ này ta cũng lần đầu được biết cho nên mới vừa rồi cố ý tra xét bản đồ các quốc gia phát hiện ở hạ du khúc sông nhữ giang có một nơi gọi là huyễn hư loan vịnh huyễn hư bước đầu đoán huyễn hư đảo này chính là ở huyễn hư loan ngụy thần chỉ vào một điểm trên bản đồ nói ngụy trọng sờ nhìn nơi cùng hai thủ đô bắc linh khoảng cách xa xôi mà nhíu mày tín này là như thế nào đưa đến trong tay phụ thân Ngụy thần bất đắc dĩ than nhẹ Là bồ câu đưa tin đưa tới được Chúng ta vô pháp kiểm tra Tin tức này nếu là thật thì tốt Nếu là giả chúng ta lại lãng phí thời gian vô ích Lãng phí thời gian thật sự còn chưa sợ Sợ nhất chính là chúng kế điệu hồ ly sơn Dụ cọp rời rừng của người khác Có ta tỏa chấn kinh thành Đại hoàng tử tuy rằng càn rỡ Nhưng ít nhiều còn có chút kiêm kỵ Nếu ta rời đi Thật không hiểu hắn sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì Phụ thân không bằng để hài nhi lĩnh người đi thăm dò thực hư. Không thể, trong kinh thành còn có rất nhiều sự tình cần phải qua tay ngươi." Ngụy Thần khó khăn nói, "Không bằng cho vài tên thuộc hạ tiến đến đi, đây đúng là vấn đề ta lo lắng. Sở Nhi, ngươi cho rằng trong đám người của chúng ta không có kẻ lòng mang nhị ý, hai tâm sao? Mấy năm nay ta vẫn có kế hoạch như thế nào đem Tam Điện hạ nghĩ cách cứu về nước, nhưng mỗi lần không phải có nhân tố bên ngoài ngăn chặn thì chính là bên trong bại lộ." Một lần tối hiểm ác chính là để người của đại hoàng tử trà trộn vào người của chúng ta đâm sau lưng Tam Điện hạ bị thương nặng. Cho nên người của chúng ta cũng không thể toàn bộ tin. Lần này mặc kệ sự tình là thật hay giả chúng ta cũng không thể phớt lờ để cho người khác chui vào chỗ trống. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của Trương quản gia, "Lão gia, vạn công công đến đây." "Mau mời, đợi đến gần phòng trong." vạn công công vội vàng tháo xuống đầu mạo thanh âm run rẩy nói tướng quân bệ hạ người người sắp không được lời này giống như oanh lôi trên đỉnh đầu chấn động đến hai người sau một lúc lâu cũng nói không ra lời bệ hạ dặn tướng quân theo lão nô bí mật tiến cung vạn công công run rẩy thanh âm tiếp tục nói rốt cục tìm về thần trí ngụy thần thoáng chốc thanh tỉnh ý nghĩ ngược lại nói với ngụy trọng sở trước khi ta trở về các ngươi tuyệt không thể có dị động Hải nhi hiểu được, phụ thân, trong lang phi cung rộng lớn, chỉ có một cái giá nến tản ra ánh lửa hôn ám, bắc linh vương dung hình khô héo vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, hốc mắt hãm sâu cùng xương gò má nhô cao làm cho lão thoạt nhìn như thây khô ngàn năm. Bệ hạ, nhìn vương như vậy, ngay cả ngụy thần cao tráng thiết cốt cũng nhịn không được thanh âm nghẹn ngào. Hắn đi đến bên long sàng, quỳ một gối, ngụy thần khấu kiến bệ hạ. Bắc Linh Vương cố hết sức mở to mắt, thong thả chuyển qua cổ nhìn về phía ngụy thần hàm hồ nói dìu dìu chẫm đứng lên vâng ngụy thần vội vàng đứng lên cùng vạn công công đem bắc linh vương nâng dậy tựa vào giường dược bệ hạ ngài không thể không thể lại dùng dược này vạn công công bỗng nhiên quỳ xuống đất thất thanh khóc dòng nói dược vạn công công bệ hạ nói dược gì ngụy thần vội hỏi tương quân người khuyên nhủ bệ hạ đi bệ hạ vẫn đều dùng hồi tâm hoàn a à ngụy thần khiếp sợ, dùng hồi tâm hoàn. Đây là đang uống rượu độc giải khát a. À. Người sau khi ăn vào thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng, nhưng cũng biết sự khỏe mạnh ngắn ngủi này phải trả giá đại giới thế nào. Bệ hạ, ngài như thế nào có thể? Dược, Bắc Linh Vương suy yếu lại kiên định nhìn Ngụy Thần nói. Nắm chặt tay, Ngụy Thần xoay mặt nói, "Vạn công công, đem dược đưa cho bệ hạ." Vạn công công khẽ run run rũ ra một viên thuốc, cuối cùng vẫn là cấp bắc linh vương ăn vào. Chẳng qua một lát sau, hai mắt nguyên bản khàn đục lại thanh minh không ít, khí lực cũng quay lại không ít. Thở hồn hển mấy hơi, bắc linh vương mới mở miệng nói, tướng quân, chấm, chống đỡ không được bao lâu. Chính là trước khi đi, cho người thầy chấm lo liệu hai sự kiện, bệ hạ có gì phân phó, thần nhất định không nhục sứ mệnh. Ngụy thần tràn đầy đau lòng kịch liệt nhìn lão ôm quyền nói. Ở dưới, gối đầu của trẫm có một phong thư người nhất định phải tìm được tam hoàng nhi sau đó tận tay giao cho hắn thần tuân chỉ ngụy thần vội vàng tiếp nhận thư tín vạn công công trình lên bỏ vào vạt áo chuyện thứ hai chậm muốn người đến nâng đỡ sau khi tam hoàng nhi đăng cơ bắc linh tân vương của chúng ta giả bệ hạ cho dù tan xương nát thịt thần cũng nhất định cần tuân thánh mệnh ngụy thần đỏ ngầu hai mắt trịnh trọng gật đầu hảo hảo nhớ kỹ lời thề hôm nay của ngươi. Bắc Linh Vương dặn dò xong nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, ngươi tức khắc rời đi kinh thành, sau khi tìm được Hoàng Nhi bảo vệ hắn đến biên cương. Đợi sau khi tin tức chấm băng hà công bố hậu thế, lại hộ hắn quay về kinh đăng cơ. Nhớ kỹ, phải nhanh tìm được hắn, thời gian của chấm không còn nhiều. Ngoặc kép, đương, một tiếng hồi âm mờ mịt, tâm tình ngụy thần đau đớn không thôi khép lại cửa cung, phía sau, ánh mắt Bắc Linh Vương sáng quắc giống như xuyên thấu qua hắc ám thật sâu giấu nơi đáy lòng của lão. Trời vừa hừng đông, toàn đại gia liền quầy đòn gánh đi vào khu đất trống bên cạnh tiểu độ khẩu, bến đỏ dựng lên sạp trà. Trời đông lạnh buốt, nếu khách qua sông có thể cầm một ly trà nóng lại lấy vài cái bánh bao thịt làm ấm dạ dày là tốt nhất. Tiểu bản sinh ý mặc dù không náo nhiệt, nhưng không đến mức quá lạnh lẽo, chính là không lỗ vốn đi cuống hồ sạp trà của hắn ở đây đã mở mười mấy năm có cảm tình cũng sẽ không tính toán muốn đổi nghề mở lên lồng hấp bằng trúc thổi bùng lô hỏa diện đoàn liền bắt đầu chậm rãi bành trướng cuối cùng trứng thành một đám bao tử bánh bao tuyết trắng nguyễn hồ mở nước pha trà nhấc lên nhìn vào lớp lớp lá trà đã giãn ra thành phiến lá xanh biếc hơi nước sắt trà hương thẳng bốc lên vừa ngửi làm cho cả người thư sướng nâng mắt nhìn mặt sông yên vụ minh mông Nơi thủy và thiên chạm vào nhau đã nổi lên một cái trường tuyến hoàng sắc, sẽ không phải là Thái Dương muốn đi ra chứ? Hoàng như quang mang, ngẫm lại thật đúng là ấm lòng. Lão nhân ra, cho hỏi một chút, nơi này gọi là Nguyễn Hư Loan sao? Toàn đại thúc đang hí mắt nhìn trời bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên thanh âm hữu lễ lại trầm thấp. Ai? Quay đầu nhìn lại, thoáng chốc run rẩy, làm gì đến đây nhiều người như vậy? Đều là cưỡi ngựa cao to, một hán tử khôi ngô nghiêm túc ngồi ở trên một đại tuấn mã rất cao, phía sau đi theo hơn 10 tên tiểu tử lạnh lùng niên kỳ còn trẻ. Lão nhân ra, cho hỏi một chút, nơi này gọi là huyễn hư loan sao? Nhìn thấy bộ dáng toàn đại thúc dương miệng sợ run, hán tử đầu lĩnh mở miệng dò hỏi lần nữa. a à, Nga, đúng nha, nơi này gọi là huyễn hư loan. Nhìn trang phục các ngươi là từ nơi bên ngoài tới đi. Toàn đại thúc nhìn thấy lập tức nổi lên tật xấu thích huyên thuyên, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không đã đùng đùng mở miệng giảng. Các người không biết, vịnh này chính là có lai lịch rất lớn, tương truyền là nơi chúng tiên tử lâm dục tắm. Đừng có mà không tin, nghe nói trước kia có một hậu sinh kêu an lang tận mắt gặp, hắn là một người đánh cá, có một ngày sáng sớm bắt cá, vừa định giang lưới, bỗng nhiên thấy chân trời xuất hiện một đạo ngũ thải vân kiều cầu vồng tiếp theo mười mấy nữ tử xinh đẹp nhân gian khó tìm từ trên kiều đi xuống tiếng cười là lướt nhảy đến trong nước vui đùa. Cảnh tượng kia thật đúng là đẹp không sao tả xiết, bừng tình mộng ảo, đợi đến khi hậu sinh kia lấy lại tinh thần, phát hiện chúng tiên tử đã từ trong nước đứng lên, lại bước lên vân kiều trở lại bầu trời. Lão nhân gia, lão nhân gia, hán tử kia đánh gãy lời nói của toàn đại thúc lại hỏi, vậy lão nhân ngài cũng biết huyễn hư đảo ở nơi nào đi. Bị người đánh gãy lời nói, toàn đại thúc có chút không cam lòng chập lưỡi, huyễn hư đảo ta ở chỗ này mười mấy năm thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì là huyễn hư đảo. Ngươi là không phải nhớ lầm. Hán tử nghe vậy rõ ràng một trận mất mát, tiếp theo nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày lại hỏi, vậy kề bên này còn có tiểu đảo nào khác? Toàn đại thúc vất bỏ cặn trà, suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói, Nga, nghĩ tới, hình như hơn 20 năm trước nơi đó từng có một tiểu đảo, chính là bị thủy triều trong một đêm nhấn chìm, sau khi chiều lui cũng không có bóng dáng, tiểu đảo duy nhất kề bên này cứ như vậy bị nước cuốn trôi tiêu tan. Mày của hán tử nhân càng sâu, ngay lúc hán tử đang hết sức sầu khổ, toàn đại thúc bỗng nhiên nhìn thấy hậu sinh đưa đò mới tới, vì thế rất to cổ họng mắng, phục điền, tên tiểu tử ngươi, mù thẳng mặt trời lên cao mới lại đây, nếu người ta phải qua sông, còn phải cần cỗi ngóng trông ngươi đến, ngươi không ấy nấy sao. Hậu sinh kia ngáp miễn cưỡng nói, toàn đại thúc, độ khách khách qua sông cũng không gấp ngươi gấp cái gì. Huống hồ ta là người mua bán, thời điểm đưa đò ta mới tính toán, chỉ có một con thuyền của ta qua sông, thích qua thì qua, thích chờ thì chờ. Người này thằng nhãi con không lương tâm, nếu không phải bởi vì lão Trương mặc kệ, lại nhìn ngươi không ruộng không đất, mới không cung cấp thuyền cho ngươi chống đỡ, mọi người trong toàn bộ thôn dựa vào nó để qua sông, ngươi lại còn nói ra lời nói vô tâm vô phế thế này. Ngày khác ta đến nhà lão Trương, bảo lão đem thuyền thu hồi, cho ai cũng không cho ngươi đợi đợi đợi, ta sai rồi, vẫn không được sao, toàn đại thúc, ngài làm gì tích cực như vậy chứ? Quấy dày một câu, lão nhân ra, lão trương trong miệng ngài chính là người đưa đò. Đúng vậy, đều xiêm áo hơn nửa đời người, mặt sông này lão quen thuộc nhất, đúng rồi, người không phải muốn tìm huyễn hư đảo kia sao? Người đi hỏi lão xem, không chừng lão biết được, đang có ý này, lão nhân ra, làm phiền ngài dẫn đường. Ta sẽ cho ngài thủ lao tương xứng. Ê, phải dẫn đường sao? Bất qua nói đến thù lao, các ngươi đem toàn bộ bánh bao của ta mua lại là được, nhìn bộ dáng các ngươi cũng chưa dùng đồ ăn sáng đi. Bánh bao của ta chính là nhân Mỹ da mỏng a. À? Chương 6, Ngụy Thần đưa tay làm cho thị vệ phía sau dừng lại, tiếp theo nhảy xuống ngựa đi đến bên ngoài một sách lan, hàng rào gỗ thấp bé đánh giá, hai gian ốc được xây sát nhau, tiểu viện thu thập thật sự là sạch sẽ, mấy con gà lô hoa đang nhàn nhã mổ thóc ngoài sân. Đi nhà, cửa gỗ bông chóc nước sơn bị đẩy ra, một miên đoàn cục bông nho nhỏ mang theo ống tre từ trong phòng đi ra. Khi ngẩng đầu nhìn thấy người ngoài viện, có chút sợ người lạ lập tức đem hơn phân nửa thân mình lùi về phía sau cửa, chớp chớp mắt xem xét. Tiểu Hoa Nhi đừng sợ, ta muốn tìm đại nhân gia của ngươi, bọn họ có ở nhà không? Ngụy thần phóng hoãn biểu tình trên mặt hòa nhã nói. Tiểu Hoa Nhi còn chăm chú nhìn hắn một trận mới mở miệng nhỏ giọng nói, A cha A nương cũng không có nhà a ra ở trên giường nghỉ ngơi Ta, à, ta chính là muốn tìm a ra ngươi tiểu hoa nhi người đi nói cho a ra ngươi biết được chứ tiểu hoa nhi nhu thuận điểm đầu tiếp theo lui vào trong nhà các ngươi ở đây chờ ta ngụy thần quay đầu lại hướng bọn thị vệ phân phó vâng mọi người gật đầu đẩy ra hàng rào đi vào sân tiểu hoa nhi đã giúp đỡ một lão nhân tóc hoa dâm đi tới cửa lão nhân hí mắt đánh giá ngụy thần một trận nói nghe tôn nhi ta nói có người tìm đến vị lão gia này người tìm ta có chuyện gì lão nhân gia tại hạ nghe nói ngài là thuyền phu của huyễn hư loan đối với mặt sông này rất quen thuộc cho nên tiến đến hỏi thăm một nơi gọi là huyễn hư đảo không biết lão nhân ngài có biết hay không lão nhân nghe vậy lại là hí mắt đánh giá hắn một trận tiếp theo mới mở miệng nói theo ta tiến vào ngụy thần trong lòng một trận vui sướng nghe giọng điệu của lão là biết đã tìm đúng chỗ lão nhân đi đến bên giường từ dưới gối đầu xuất ra một phong thư giao cho hắn nói, phong thư này là cho ngươi. Phong thư không có tên người gửi, ngụy thần nhíu mày tiếp nhận, khi xé mở một miệng thư liền rơi ra một phiến ngân hạnh diệp lá cây ngân hạnh, ngụy thần đột nhiên chấn động, chừng mắt nhìn phiến ngân hạnh diệp trong tay, bỗng nhiên có chút luống cung nắm lấy cánh tay của lão nhân vội hỏi, là ai bảo ngươi đem thư giao cho ta? Đối phương là nam hay là nữ? Diện mạo thế nào? lão nhân bị hắn bức thiết truy vấn biến thành có chút nghịch ra, sợ run nhìn hắn. Ngụy thần lúc này mới phát giác luống cuống của mình, hắn vội vàng buông tay ổn định tâm tình của mình nói, mạo phạm. Lão nhân ngài có thể nói cho ta biết đối phương đến tột cùng là người nào không? Ta chỉ biết được y là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta, những thứ khác cũng không rõ, mỗi lần thấy y đều là đầu đội mũ xa, nghe thanh âm thật có thể nhận là một hậu sinh, người trẻ tuổi khi y đem tín này giao cho ngươi có nói gì không này để ta nghĩ nghĩ đã đều là chuyện hơn nửa năm trước y nói chờ sau khi y không còn cần ta đưa đò nếu có một nam nhân khôi ngô nghiêm túc đến hỏi thăm nguyễn hư đảo thì đem tín giao cho hắn nha thật đúng là liệu sự như thần mấy ngày trước đây y bảo con ta nói cho ta biết không cần đưa đò nữa hôm nay ngươi đã tới rồi lão nhân ra ngươi có thể mang ta đến nguyễn hư đảo không biểu tình của ngụy thần giống như kinh giống như hỉ chỉ thấy hắn khẽ run thanh âm nói nga nói đến đây y còn có một căn dặn chính là ngươi chỉ có thể một mình đi không được đem người theo vậy cũng không sao chỉ cần lão nhân nói cho ta biết vị trí chính xác thái dương đã lộ mặt tầng mây quang mang như kim loại vỡ rơi rụng ở trên mặt sông mờ mịt lần lần nhiều điểm trông rất đẹp mắt ngụy thần trong lòng cuộn sóng lay lầy mái chèo hướng đến phiến thủy vụ mờ mịt kia cấp tốc bước vào thân thuyền xuyên qua sương mù không gian tức thì vặn vẹo ngụy thần kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên đứng ở một phiến hoa tùng bụi hoa này không phải là ngự hoa viên trong bắc linh hoàng cung sao nhưng không đúng nơi này thoạt nhìn tựa hồ có chút bất đồng đang hết sức kinh nghi bỗng nhiên nghe thấy một trận cước bộ hướng nơi này đi tới ngụy thần vội vàng trốn vào sau giả sơn ở một bên người tới là một thiếu niên 11-12 tuổi, làn da mạch sắc, ngũ quan xem như tuấn giật, chẳng qua bộ dáng bản diện, mặt cứng ngắc thoạt nhìn rất là ông cụ non. Hắn mặc đoàn bào thắt lưng mang bội kiếm, nhiễm nhiên một bộ phái đầu võ giả. Thiếu niên nhìn không chớp mắt xuyên qua bách hoa tùng, khi đi qua một thân cây, bỗng nhiên bị một phen thanh âm gọi lại, này, nô tài phía dưới, dừng lại cho bồn hoàng tử. Thiếu niên ngẩng đầu, liền thấy trên cành đại thụ ngồi một tiểu nhân nhi chừng năm sáu tuổi tinh xảo phấn điêu ngọc mài. Tiểu nhân nhi ngạo mạn nhìn thiếu niên, đồ đồ cái miệng phấn nộn nói, bổn hoàng tử ở trên cây ngủ khiến xương sống thắt lưng rất đau nhức, người đi lên đem bổn hoàng tử cõng xuống. Thiếu niên nhíu mày, nhìn nhìn điều xào tổ chim tiểu nhân nhi cầm ở trong tay, trong lòng hiểu rõ, ngủ cái gì, rõ ràng là bướng bình mò lên cây bắt điều hoa chim non ai ngờ sượng mặt, tiểu nhân nhi kiêu ngạo không muốn mất mặt mới tìm lý do như vậy mà thoái thác. Này, bồn hoàng tử muốn ngươi đi lên, nô tài ngươi như thế nào không nghe? Là không muốn nghe lời nói của chủ tử sao? Cẩn thận bồn hoàng tử đi nói cho phụ hoàng trưởng phạt ngươi 50 đại bản. Tiểu nhân nhi thấy thiếu niên vẫn đang đứng bất động vì thế nộn thanh uy hiếp. Ta là ngụy thần nhi tử của ngụy tướng quân, không phải cái gì nô tài. Thiếu niên nghiêm mặt nói, người cứ nói thằng tự mình đi đến trên cây không dám xuống là được, làm gì chứa nhiều lý do thoái thác. Một lời chọc thùng chút tự tôn nho nhỏ của nhân nhi, trên gương mặt phấn nộn thoáng chốc phiếm hồng giống như mật đào, tức giận đến thẳng trừng mắt. Phía sau giả sơn, ngụy thần nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng một trận chua sót. Không gian lại vặn vẹo, lần này ngụy thần đứng ở phủ đệ của mình. Một thiếu niên 16 tuổi đang ở trong viện luyện kiếm, hổ hổ uy vũ sinh uy thật là có phong phạm. Ngụy thần, một thanh âm như Ngọc Châu rơi kêu lên, thiếu niên tu thế liễm kiếm, quay đầu lại nhìn thập thất hoàng tử mà Bắc Linh Vương thương yêu nhất đang chắp tay sau lưng đứng ở trên thềm đá. Tiểu nhân nhi mới vừa rồi đã trưởng thành thành 10 tuổi, nhưng vẫn còn là dạng phấn điêu ngọc mài, tinh xảo tuấn mỹ. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, bổn hoàng tử chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho ngươi. Hoàng tử nho nhỏ cao ngạo nói tạ điện hạ thiếu niên theo thói quen cau mày ôm quyền nói ngươi như thế nào luôn nghiêm trang như đầu gỗ vậy nha hôm nay là sinh nhật của ngươi cười một cái sẽ chết sao a à, phi phi sinh nhật không thể nói lung tung thỉnh các vị thần tiên đối với những lời mê sảng của ta ngàn vạn lần đừng xem là thật sắc mặt thiếu niên bỗng nhiên hoãn xuống lộ ra một cái biểu tình có thể xưng lạc cười bất quá tiểu hoàng tử đang bận tự trách cũng không bắt giữ đến một cái chân quý chớp mắt khẽ lướt qua này. Tốt lắm, người cũng đừng luyện cái gì kiếm nữa, đến cùng bồn hoàng tử trồng cây đi. Trồng cây, loại cây gì, lễ vật của bồn hoàng tử đưa cho ngươi nha, chính là đủ loại ngân hạnh ở trong viện của ngươi mà bồn hoàng tử thích nhất. Cảnh tượng lần lượt biến hóa, ngụy thần biết đó là một huyễn trận, rất chân thật tái hiện quá khứ của bọn họ, đầu tiên là ngây thơ thuần khiết, đến ái muội không lên tiếng, rồi lại đến tâm ý tương thông, cuối cùng là. Trong lòng ngụy thần không khỏi một trận run rẩy ngươi vì sao phải trốn ta, thiếu niên tuấn Mỹ phi phàm nắm lấy áo thanh niên vẻ mặt tức giận chất vấn. Điện hạ thình tự trọng, hạ quan khi nào trốn tránh điện hạ, thanh niên mặc y nắm, mặt cau mày nhíu nói. Hảo, hảo cho ngụy thần ngươi, ngay cả xương hô đều sửa lại còn nói không trốn ta. Ta hỏi ngươi, phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cho ngươi, ngươi vì sao không rên một tiếng đã nhận. Thiếu niên tức giận đến giống to, nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng bệ hạ tứ hôn cho hạ quan, hạ quan vì sao phải cự tuyệt. Ngươi, ngươi, vì cái gì, ngươi không phải nói yêu ta sao, nếu yêu ta lại nhận tứ hôn vậy ngươi để ta ở nơi nào. Lời nói đùa lúc còn trẻ, điện hạ có thể nào xem là thật. Hiện tại mới phát giác, vẻ mặt không chút thay đổi thật là một phương pháp che giấu rất tốt. Ngụy thần chua sót tự diễu, này là lời của ngụy thần ở hiện tại, cô phải trong cảnh tái hiện. Ngụy thần, oán hận cắn răng, con người cao ngạo như vậy, cư nhiên cho phép yếu thế nước mắt chảy đầy gương mặt. Ngụy thần, người tên hỗn đản này, ta hận ngươi. Đèn lồng đỏ thấm, cửa sổ song hỉ, nến đỏ rực cháy, tân khách vui mừng. Bà mối dìu tân nương đội phượng quan phủ khăn choàng vai đi xuống kiệu hoa mọi người vây lấy tân nhân bước tới buồng trong. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu, đường lang, đột một vang lên âm thanh bầu rượu rơi xuống đất, mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn thập thất hoàng tử đang thất tha thất thiểu đi tới. Từng bước một đi tới trước mặt đôi tân nhân, hai mắt đỏ ngầu lạnh thấu xương nhìn chầm chầm tân lang đang nhíu mày. Thành thân sao, ngụy tướng quân, ta nhìn thế nào cũng thấy tân nương này không xứng với người A, xấu đến không chịu nổi, xấu đến chói mắt điện hạ ngài say ách ta say sao ha ha ngụy thần ngươi nói ta say nga đúng nha ta đều đã say mười năm bị người chuốc mê dược mười năm hôm nay ta cuối cùng xem như đã tỉnh lại người tới a à, tiễn thập thất hoàng tử về cung nghỉ ngơi y uống rượu giả dạ, cốt nô tài ghê tởm ai cho phép bàn tay bẩn thủ của các ngươi chạm vào bàn điện hạ phu quân thập thất điện hạ say đến lợi hại, không bằng cho thiếp thân làm bát canh tình rượu cho điện hạ đi. Tân nương uyển truyền nói, ha ha ha, canh tình rượu, tiện nhân, người chính là một bát canh tình rượu cần gì phải làm. Thập thất hoàng tử cuồng tiếu, tiếp theo bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo dùng nội công đánh văng ra thị vệ bên cạnh, thanh trường kiếm hướng tân nương đâm tới, hôm nay, bản điện hạ liền đánh vỡ bát canh tình rượu ngươi. Mọi người kinh hãi. Tân làng ôm tân nương xoay người tránh đi lưỡi kiếm sắc bén, uốn nộ nói thật sự là điên rồi. Người tới, ngăn điện hạ lại. Một kích chưa trúng, thập thất hoàng tử nhanh chóng xoay người lại công kích. Tân làng một tay che chờ tân nương một tay cùng y giao chiến. Tân làng không dám phát toàn lực dần, dần dần rơi xuống hạ phong. Thập thất hoàng tử khảm đỏ mắt nhìn hai người đang vòng qua thắt lưng cùng ôm nhau. Thế công lại chiêu chiêu tàn nhẫn, rất có trận thế muốn đem người mãnh liệt bổ ra. A. À, Tân nương kinh hô, mũi kiếm sát qua vành tai khiến phượng quan rơi xuống, bên mặt nghiêng cũng bị vẽ ra một đường nhỏ huyết khẩu. Tân làng ôm nàng phi thân rơi xuống bên ngoài viện, vội hỏi có bị thương hay không. Không, không có gì đáng ngại, chỉ là sức một chút. Dung mạo đối với nữ tử mà nói trọng yếu vô cùng như thế nào lại nói không có gì đáng ngại. Người tới, mau thỉnh đại phu, còn chưa nói xong, mọi người bỗng nhiên hô to, cẩn thận. Tân lang quay đầu lại, lại thấy thập thất hoàng tử đã thoát khỏi thị vệ phi thân ra, rút kiếm hướng đến tân nương hung hiểm đâm tới. Không còn đường lui về phía sau, tránh né cũng không kịp, tân lang chỉ có thể ngưng lực phát trưởng ý muốn bức cản thu kiếm, thập thất hoàng tử thấy thế thần sắc biến đổi, tiếp theo lại cười rạng rỡ khiến người nhìn đã có thống khổ tuyệt vọng nói không nên lời. Lúc này tân lang trong lòng nhảy dựng đã là rung động mãnh liệt, còn chưa kịp tới giảm bất lực, thập thất hoàng tử đã rũ xuống trường kiếm thẳng tắp hướng đến một trường của hắn mình đón. Ngụy thần thống khổ ôm đầu, nhìn thiếu niên tuyệt mỹ trong ảo giác giống như diều đứt dây phun đầy huyết châu ngã về sau. Cực khanh, một tiếng thét dài phá tan sương mù đánh rơi bạch kỳ quân cờ trắng trong tay y. Làm sao vậy, tử ly nhìn người đối diện hỏi, vô sự. Nặng một đường hạ xuống kỳ lộ bước cờ, nói, ngươi lại thua rồi. Chương 7 thần hy tia nắng ban mai sơ hiện, quang mang ấm áp giống như suối nước sóc rách chậm rãi chảy vào hiên song, cửa sổ, khép hờ, yên lặng khuếch tán lên bàn cờ đang bày ra tàn cục. Xoạch, thanh âm thanh thúy do quân cờ rơi xuống đất. Ta biết là ngươi đã đến rồi, tử ly nhắm mắt nằm ở trên giường bỗng nhiên mở miệng. Vị khách không mời mà đến đang ở trên bàn cờ quấy rối bỗng dưng dừng lại động tác. Tử ly mở to mắt, lại muốn lấy hương tiêu ném ta sao? một con tiểu hầu tử toàn thân kim sắc dựng thẳng cái đuôi nghiêng đầu nhìn tử ly đang ngồi dậy. Nhẹ nhàng cười, tử ly đi đến cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống, bị nắm thóp liền bắt đầu vờ vô tội. Tiểu hầu tử tiếp tục nháy con mắt đen bóng, tiếp theo đem hương tiêu cầm trong tay đưa tới trước mặt tử ly. Ha ha, thật đáng yêu, tử ly sờ sờ cái đầu đầy lông xù của nó nói. Nhe răng, cười, một cái, tiểu hầu tử bỗng nhiên nhảy vào trong lồng ngực tử ly, hai tay ôm cổ của y dán ở trên người tử ly kéo kéo tiểu hầu tử lại không có nửa điểm muốn buông tay tử ly bất đắc dĩ đành phải nâng mông nó đẩy cửa đi ra ngoài thánh dược thủ ở chung quanh ốc tạo một khối đất chống trồng dược liệu nếu là ngày thường canh giờ này hắn đã ở trên mặt đất đùa nghịch dược liệu nhưng hiện tại lại không thấy nhân ảnh tử ly không khỏi buồn bực ôm tiểu hầu tử đi đến ngoài cửa phòng hắn cánh cửa không đóng bên trong không có một bóng người Chi Tiểu Hầu Tử đang chơi xấu trong lồng ngực khẽ kêu một tiếng nhảy lên trên mặt đất, chạy vài bước quay đầu lại nhìn Tử Ly. Người biết hắn ở đâu? Chi chi, Tiểu Hầu Tử lại kêu bắt đầu chạy về phía trước. Tử Ly vội vàng đuổi kịp. Ngụy Thần nửa quỳ ở trên bờ cát, thủy chiều tiến lui làm ướt đẫm y bào của hắn, nhưng hắn tựa hồ không hề sợ giác, bóng dáng khôi ngô không sinh khí ngồi suy sụp, gương mặt buông xuống nhìn không thấy biểu tình. Cực khanh một tiếng thỉnh gọi không thể nghe thấy làm cho người đạp lên cát mà đến đứng ở vài bước bên ngoài. Xuyên thấu qua hắc xa nhìn nam nhân trước mặt, người tới bỗng nhiên thanh lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, nhưng lại dùng cùng biểu tình không hợp với thanh âm nhẹ giọng gọi, ngụy thần. Nam nhân thân hình cứng đờ, bắt đầu ngẩng đầu ánh mắt lo lắng tìm kiếm. Ngụy thần, hiểu được nam nhân vẫn đang bị vây hãm trong trận, người tới tiến lên từng bước kêu lên. Cực khanh, là ngươi sao? Cực khanh, nam nhân vội vàng đứng lên chuyển người thật cẩn thận hỏi ha hà ngụy thần là ta nha đương nhiên là ta thật sự cực khanh ngươi ở nơi nào ta ta không phải cố ý tổn thương ngươi cực khanh ngươi đi ra để ta nhìn vết thương của ngươi được chứ ngươi ói ra nhiều huyết như vậy không nhanh chữa sẽ chết cực khanh ngươi xuất hiện đi ta muốn thay ngươi chữa thương ngụy thần ngươi làm sao vậy ta ngay tại phía sau ngươi a à ngươi vì sao không nhìn thấy ta phía sau cực khanh không cần lại náo loạn là ta không tốt ta không nên nhận tứ hôn lại càng không dễ dàng buông tay khiến ngươi khổ sở cực khanh ta thật sự sai rồi ngươi đi ra được chứ a à, thật không ngụy thần ngươi cũng hiểu được ta sẽ khổ sở ngươi không phải thực kiên quyết nói yêu ta chẳng qua là lời nói đùa lúc còn trẻ sao ngươi không phải nói cùng ta một chỗ chẳng qua bởi vì ta là hoàng tử ngươi không thể phản kháng sao không không cực khanh đây không phải là lời thật lòng của ta không phải bổn ý của ta là bệ hạ bắt ta nói hắn nói chỉ có như vậy ngươi mới có thể hết hy vọng mày nhíu lại hắn tiếp tục đào móc chân tướng vốn dằn xuống đáy lòng hai mươi mấy năm phụ hoàng phụ hoàng vì sao muốn ngươi nói như vậy bệ hạ bệ hạ hắn đã biết quan hệ của chúng ta hắn thập phần tức giận sau đó ngươi mặc hắn bài bố tự cho là đúng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ nhận tứ hôn sao nghiến răng nghiến lợi chất vấn ta nghĩ rằng làm như vậy là tốt nhất nam nhân ảo não gục đầu tốt vậy ngươi nói hiện tại tốt chứ thực hẩn không thể lập tức tiến lên đem nam nhân đầu óc như trường mộc này đánh một trận nếu có thể quay lại ta tự nhiên quay lại ngươi cho rằng thời gian có thể quay lại sao lạnh lùng đánh gãy lời nói của nam nhân cực khanh, thanh âm ủy khuất của nam nhân cũng mang theo khẩn cầu. Hắn hừ lạnh một tiếng phất tay áo nhanh chóng ly khai. Trở lại ốc, phát hiện tử ly đang ngồi ở bên cạnh bàn mồm to cắn đồ ăn sáng hắn chuẩn bị. Người đã về rồi, tử ly hàm chứa thức ăn quay đầu lại chào hỏi. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn, chạy trốn đến thờ hồng hộc hồ cũng không cần phải lập tức ăn cái gì. Ách, khụ khụ tử ly xấu hổ buông bát khoái, nguyên lai đã bị phát hiện. Người kia, nam nhân kia là ai hỏi nhiều như vậy làm gì lớn tiếng buông trà tràn thanh âm lạnh lùng nói tử ly gục đầu xuống ta ăn no ngươi chậm dùng trở về ai cho phép ngươi đi tử ly quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái lại ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí ngươi trừng ra cái mặt oán phụ cho ai xem ta không phải sở kinh vương ta sẽ không đi dỗ ngươi ngươi tức giận làm gì lấy ta làm nơi chút giận tử ly nhỏ giọng nói thầm Ngươi nói cái gì? Vỗ bàn quát, ta nói người ở trên thân nam nhân kia bị chọc giận làm gì lấy ta ra tát khí. Tử ly cũng không cam yếu thế lớn tiếng trả lời. Hai vai run nhẹ nhẹ thuyết minh hắn tức giận đến không nhẹ. Hảo, một tên hai tên đều cùng ta đối nghịch. Ngươi muốn làm gì? Tử ly bị hù vội vàng lui về phía sau. Làm gì? Cho ngươi nếm thử chút cùng ta đối nghịch sẽ có hậu quả gì? a à, cô, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? người rất nhanh liền biết. Bỗng nhiên một cỗ ngứa ngáy dị thường khó nhịn từ lòng bàn chân nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thân thể, cứ như có hàng trăm con kiến bỏ lên. Tử ly hoảng sợ gãi tay chân, nhưng cái ngứa này giống như tiến vào đáy lòng người, cho dù có gãi ra điểm điểm hồng ngân cũng vô pháp ngăn lại một tia ngứa ngáy. Gãi cũng vô dụng, người nào đó cười lạnh một tiếng, cuối cùng cư nhiên còn điểm huyệt đạo tử ly, ngoan ngoãn cảm thụ thiêu tâm tán mà ta mới nghiên cứu chế tạo đi trở về, nhanh thả ta. Mồ hôi của tử ly rơi như mưa, khó chịu đến kỳ dục chàng tường, bắn ra khỏi trở ngại. Chớ đi, ta biết sai rồi, ngươi đừng đi. Hoành húc, ô ô, hoành húc, hoành húc đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt mờ mịt đối với chướng đỉnh nhìn ra ngoài một hồi, đau đầu do say rượu dẫn phát khiến hắn dần phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ, ngài tỉnh, lẫm đức thật cẩn thận hỏi. Hoành húc chuyển qua đôi mắt ửng đỏ, hù đến lẫm đức thùm, một tiếng vội vàng cúi đầu hiện tại giờ nào hồi bệ hạ bây giờ là giờ tị 9 giờ sáng 11 giờ chưa lẫm đức cung kính trả lời hoành húc nhíu mày cúi đầu thấy bàn tay của mình bị bao băng vải tay của trẫm xảy ra chuyện gì bệ hạ ngày tối hôm qua uống rượu quăng ngã bình bị mảnh vỡ làm bị thương nô tài cho ngự y băng bó cho ngài lẫm đức đức chi tiết bẩm báo hoành húc đưa tay chăm chú nhìn ra ngoài một hồi bỗng nhiên cả giận nói, ai cho phép các ngươi băng bó cho chấm. Người tới, đem cầu nô tài kia còn có ngự y tối hôm qua tha đi trượng đánh 50. Lẫm đức run ra đầu sắc mặt xám ngắt bị người kéo đi ra ngoài. Cút, về sau không có mệnh lệnh của chấm, ai cũng không được đi vào phòng này. chương 8, trải qua vụ lần trước, từ ly đã khắc sâu cảm nhận được sự trí lý của cổ danh huấn ngàn năm, thà rằng đắc tội quân tử cũng chớ đắc tội với tiểu nhân người trước mặt này chẳng những là một tiểu nhân hơn nữa còn là kẻ điên âm tình bất định cộng thêm biến thái. Người trừng mắt ta như vậy là ý gì? Người đối diện động tác tao nhã nâng chung trà lên nhẹ hấp một hơi, bỗng nhiên thản nhiên hỏi. Tử ly giận mà không dám nói gì lập tức rũ xuống mi mắt. Trong lòng ngươi đang mắng ta là kẻ điên, bộp một tiếng, lắc đầu liên tục, có phải rất muốn rời đi hay không? Đang lúc tử ly còn đang do dự có nên gật đầu hay không thì hắn đã tự cố tự địa nói, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất ý niệm này trong đầu, nếu đi theo ta đến hư huyễn đảo thì chính là vật sở hữu của ta, không có cho phép của ta ngươi đâu cũng không được đi. Tử ly giận, nào có ngờ ơi không nói lý như vậy. Đừng quên là ai giúp ngươi chạy ra sở kinh hoàng cung. Thù lao là ngươi phải theo ta sống ở chỗ này. Tử ly xấu hổ ngươi ngàn dặm xa xôi chạy ra lãnh chức vụ là vì muốn lừa gạt một người trở về cùng mình làm bạn đột nhiên thu được một cái lãnh đao nhãn ếch chẳng lẽ y nói sai cái gì ầm vang một trận lôi minh tiếng sấm mây đen thật vất vả mới tiêu tán qua một chút giờ lại dày đặc hắc vân tiếp cận đem toàn bộ tiểu đảo trên không đều bao trùm nha trời lại muốn mưa đã rơi hai ngày vẫn chưa xong a à. tử ly nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt nói khụ khụ người kia trên bờ không biết có bị sóng cuốn trôi đi chưa, hoặc có bị mưa xối chết không. Bành, người nào đó nặng nề buông trà tràn hung hăng chừng mắt tử ly. Ách, người lại làm sao vậy? Ta không có nói sai cái gì à? Tử ly ra vẻ vô tội nói. Ta thấy ngươi là chưa thưởng thức đủ tư vị của thiêu tâm tán đi. Người nào đó âm âm nói một câu. Tử ly lập tức thức thời ngậm miệng. Đối phương hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài cửa ngoặt qua góc phòng liền không thấy bóng dáng. Tử Ly lén đi đến bên cửa sổ ló thân mình ra xem xét. Hừ hừ, kiểu cách, chỉ biết ngươi giỏi vờ vịt. Bắt tay đưa lên miệng huyết một tiếng dài, tiểu hầu kim sắc rất nhanh từ trong rừng cây nhảy ra vui mừng chạy đến trong lồng ngực tử ly cỏ cỏ. Tiểu kim, good boy chữ gốc nhá, mang ta đến bờ biển đi. Nơi này nơi nơi đều bố trận không có tiểu kim dẫn đường tử ly cũng không dám dễ dàng đi lại. Đi đến bờ biển quả nhiên thấy thánh dược thủ đang đứng ở trước mặt nam nhân kia, nam nhân vẫn không nhúc nhích nằm vật trên mặt đất, xiêm y ướt đẫm dính sát vào trên người hơn nữa hơn phân nửa thân mình còn ngâm ở trong nước. Qua xa, nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra nhất định là tiểu tủy tái nhợt, môi xanh tím. Thánh dược thủ xoay người nâng nam nhân dậy tựa trên lưng mình, tiếp theo cư nhiên thi triển khinh công bay đi. Dẫn đường dẫn đường, tiểu kim nhanh lên trở về, tử ly vội la lên, lo lắng bất an trở lại một ốc, sợ người nọ sẽ bởi vì mình lại nhiều lần theo dõi mà quê quá hóa khùng, nhưng khi đẩy cửa ra mới phát hiện phòng ở cư nhiên không có một bóng người. Chi chi, tiểu kim lại nhảy xuống hấp dẫn tầm mắt, chẳng lẽ ngươi lại biết bọn họ ở nơi nào? Chi chi, trong sơn động bí ẩn chỉ có một cái giường đá, một tràn tùng chi đăng mâm đèn nhựa thông phát ra quất quang hồn ám, hai bóng dáng không chừng lay động phản chiếu lên thạch bích. Ngụy thần vẻ mặt hoàng hốt nhìn bóng người đang bận rộn ở bên cạnh, y phục ẩm ướt dính ở trên người đã được thay người nọ nâng hắn dậy đem một chén nước ấm áp đưa đến bên miệng hắn run nhẹ nhẹ há miệng uống xong khi bàn tay đỡ trên vai sắp sửa rời đi ngụy thần lập tức vươn tay chặt chẽ bắt được cực khanh ngụy thần đem người kéo đến trước mặt gắt gao nắm lấy bờ vai của hắn ta biết là ngươi cực khanh lúc trước ngươi đột nhiên mất tích như vậy ta quả thực cũng sắp điên mất hơn hai mươi năm nay ngươi đi đâu lại trôi qua như thế nào người nọ trầm mặc rút về thân mình nói ta nấu hương phiến chúc cháo gừng, người ăn xong sau đó đem dược đêm nay uống ngay. Thấy hắn muốn đi, ngụy thần vội vàng nắm chặt tay hắn. Buông ra, không buông, ngụy thần đưa hắn kéo vào trong lồng ngực cũng gắt gao ôm, cực khanh, cũng bởi vì ta buông tay khiến ngươi xa cách ta suốt 21 năm, lúc này có nói gì ta cũng không buông. Thật sự là điên rồi, người muốn bóp chết ta sao? Không thể tưởng được người thân thể suy yếu còn có khí lực kinh như vậy, nhất thời dẫy không được chỉ có thể lạnh lùng nói. Ngụy thần nghe vậy thoáng buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn cố chấp nắm không tha. Lần này ngươi đừng nghĩ rời đi, hắn giận dữ phản cười, lúc trước là ta muốn đi sao? Chẳng lẽ không phải là ngươi bức ta? Ta, là ta phụ ngươi, nhưng 21 năm trừng phạt vẫn không trả đủ sao? Dưới tình huống bị trọng thương trốn đi ngươi có hiểu được ta có cỡ nào sợ hãi? trong mộng thường xuyên nhìn thấy người cả người là huyết ngã vào ven đường, hoặc là gặp gỡ kẻ xấu lọt vào bất chắc, cực khanh, dày vò như vậy làm cho ta thực biết rõ tư vị giả bất năng mị, đêm không thể ngủ chỉ có chinh chiến xa trường mới có vài phần bình tĩnh. Ta không dám trở lại kinh đô, nơi chứa được ít nhiều hồi ức của chúng ta, ta sợ hãi vừa thấy sẽ nhớ tới gương mặt cực kỳ bi thương của ngươi. Cực khanh, ngươi còn nhớ rõ cây ngân hạnh năm ấy ta 16 tuổi chúng ta trồng ở trong viện không? mỗi khi ta nhìn chúng nó sẽ nhớ tới ngươi mặt trên mỗi một phiến lá cây tựa hồ cũng biến thành mặt của ngươi ta nhìn trong lòng sẽ khó chịu như đổ một tầng nham thạch ngô một cái khuỷu tay oán hận đột nhiên đánh lên đánh gãy lời nói của ngụy thần hắn giọng điệu tranh chua nói nếu thật sự thống khổ như vậy ngươi vì sao không tới tìm ta nếu thật sự thống khổ như vậy lúc ta đến kinh đô tìm ngươi vì sao nhìn thấy cũng là quang cảnh huề thê đái nhi vợ con xôm vầy hoan thanh tiếu ngữ Ngụy Thần Á khẩu không trả lời được nhìn hắn trong mắt hiện lên đầu tiên là ảm đạm dần chuyển sang kinh hỉ cực cực khanh nói như vậy nói như vậy ngươi trở về tìm ta là đã tha thứ ta ít ở đây tự mình đa tình ta chưa bao giờ nói qua sẽ tha thứ ngươi người nào đó hồn hển giống to nhưng Tử Ly có thể khẳng định ít nhiều có chút hiểm nghi lão Tu Thành nộ quê quá hóa khủng cực khanh vậy ngươi có thể nói cho ta biết phải như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta chỉ cần có thể được ngươi tha thứ mặc kệ bắt ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Hảo, vậy từ nay về sau ngươi liền theo bồi ta cùng nhau ở trên đảo này ẩn cư như thế nào? Chỉ cần ngươi lưu lại ta liền tha thứ ngươi. Ngụy thần sừng sốt, tiếp theo khó xử nhìn hắn, cực khanh, không phải ta không muốn, chính là, hiện giờ chịu sự phó thác của ngô vương nhất định phải ủng hộ tam điện hạ đăng cơ vi vương, ta, ta không thể bội lệnh vua, bất quá, chỉ cần ta hoàn thành sứ mệnh này ta nhất định sẽ cùng ngươi ẩn cư vĩnh bất phân ly. Ha, hắn châm chọc cười, nói, xem đi, mới vừa rồi còn nói đến hùng hồn đầy lý lẽ, nhanh như vậy liền trở mặt nói bừa. Không, cực khanh ngươi nên hiểu được, ta không hiểu, hắn sinh ngảnh quát lạnh một tiếng, ta chỉ hiểu được trong đáy lòng ngươi tối trọng yếu chính là lệnh vua, năm đó đối với phụ hoàng ta là như thế, hiện giờ đối với hoàng huynh ta cũng thế, thật buồn cười ta thân là bắc linh đại tướng đây là chức trách của ta hiện giờ quốc gia gặp nạn ta há có thể khoanh tay đứng nhìn huống hồ cực khanh ngươi là hoàng thúc của tam điện hạ lại là một thành viên của bắc linh hoàng thất chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn giang sơn bắc linh dung truyền bất an dân chúng bắc linh sinh linh đồ thán sao hắn nghe vậy cười lạnh nói ta không phải ngươi ta chỉ là một ẩn thế chi nhân gã lánh đời bắc linh hoàng thất đã sớm cùng ta vô can Tử Ly nằm ở trong bụi cỏ không dám xào động, vừa mới nghe được mấy tin tức mang tính bạo tạc nổ mạnh chấn động đến mức y đến nay vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Tên âm tình bất định biến thái kiêm kẻ điên này cư nhiên là hoàng thúc của mình. Hơn nữa hoàng thúc này còn cùng người nam nhân kia có gian tình. Một điều cuối cùng, một điều cũng đủ khiến Tử Ly khiếp sợ, Bắc Linh Vương cư nhiên muốn y làm hoàng đế. Đang lúc hết sức kinh nghi, hai người đang tranh chấp đã lết tới động khẩu ngụy thần ôm an cực khanh chết không buông tay mà an cực khanh lại đang ra sức dẫy giụa hắc mạo không biết khi nào đã bị rớt lộ ra gương mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn người quả thực là tên vô lại an cực khanh tức giận đến thần tình đỏ bừng không cần giận ta được chứ cực khanh nếu không buông tay đừng trách ta không nề tình ngụy thần mím môi một bộ dáng cam nguyện chịu phạt an cực khanh khó thở ngay khi tử ly nghĩ rằng ở giây tiếp theo hắn sẽ bùng nổ đối phương lại bỗng nhiên xoay đầu hung hăng trừng mắt nơi tử ly đang ẩn thân an cần du trước khi ta đếm tới ba người không lập tức lăn ra đây ta sẽ cho ngươi muốn sống không được an cực khanh âm hiểm nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi nói tử ly vẫn hận đứng lên cũng thất tha thất thiểu lui về sau ngụy thần nhìn thấy tử ly hai mắt sáng người nói điện điện hạ thần rốt cục tìm được ngài miệng là nói như vậy nhưng đôi tay bám an cực khanh lại không có nửa điểm dấu hiệu buông lỏng Bất quá cũng may phước như thế, nếu không tử ly rất khó đảm bảo dây tiếp theo mình sẽ không bị người trong lòng của hắn đổ thủ phân thây. chương 9, một hồi rông tố qua đi, tiểu đào lại khôi phục cảnh xuân nắng ngày xưa. Tiểu động vật lui ở trong sào huyệt tránh mưa nghe được tiếng mưa rơi dần dần ngưng lập tức bắt đầu tham đầu tham não không an phận. Tử ly ghé vào bên cửa sổ đem cầm gác trên cánh tay như có điều suy nghĩ nhìn hai cái người còn đang rằng co không buông. Bành, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Thần tiếp tục ăn bế môn, quay đầu lại phát hiện bên này còn có người đang hết sức chuyên chú xem náo nhiệt, trên mặt tránh không được một trận xấu hổ. Nhẹ khụ một tiếng đi tới, Ngụy Thần ôm quyền kiến lễ nói, "Điện hạ, ngài có từng xem tín bệ hạ viết cho ngài?" Tử Ly dương mắt liếc nhìn hắn một cái, "Không." Ngụy Thần mặt nhăn mi nhíu, ngừng trong chốc lát nhịn không được lại hỏi, "Đây là vì sao?" Tử Ly trầm mặc, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Ngụy tướng quân, ngươi cho rằng ta thích hợp làm hoàng đế sao? Ngụy thần nghẹn lời lập tức sắc mặt trầm trọng nói, điện hạ, thần, không biết ngài tại sao lại có ý nghĩ như vậy, nhưng thần thập phần rõ ràng tình thế hiện giờ đã không chấp nhận được tiếp tục do dự. Điện hạ, ngài là người thừa kế ngôi vị hoàng đế mà bệ hạ khâm điểm, nếu bệ hạ quyết định như thế nhất định là đã trải qua thâm tư thuộc lự suy nghĩ đắn đo. Không, không được, ngươi không hiểu, tử ly buồn rầu dây dây cai chán, ta đã không phải là ta, ý của ta là ta ở trước mặt ngài đã không phải là ta nguyên lai. Bắc Linh, đối tượng mà phụ hoàng tuyển định đã bị, người khác, thay thế, hiện tại các ngươi muốn, người khác, làm hoàng đế đây là không thể thực hiện được. Huống hồ, người khác cũng không muốn làm hoàng đế, thứ hắn muốn chính là tự do cùng một cuộc sống không còn âm mưu quyền lợi, thứ hắn muốn đơn giản tựa như trước đó. Ta nói như thế ngươi đã minh bạch chưa? Mưu thêm thì có ngụy thần mày nhăn càng sâu không rõ sao ai ta cũng không biết nên giải thích như thế nào tử ly nhìn nhìn hắn tiện đà giọng điệu thập phần kiên định nói tóm lại chính là một câu vương vị hoàng đế này ta sẽ không làm điện hạ ngụy thần trầm giọng kêu lên người nói những lời này quả thực tựa như một lưỡi đao sắc bén hung hăng thống ở trong ngực thần người chẳng những phụ kỳ vọng của bệ hạ cũng phụ hy vọng của chúng ta ta thay những thị vệ vì nghĩ cách cứu ngươi về nước mà không tiếc lấy mệnh cảm thấy không đáng giá. Tử ly run rẩy môi nhìn người ánh mắt sắc bén trước mặt, ta, ta không phải. Ngươi là con cháu Bắc Linh Hoàng Thất, chức trách của ngươi chính là kéo dài Giang Sơn Hoàng Thất, hiện giờ ngươi lại. Ngươi bảo ta như thế nào hướng bệ hạ đang nguy nan sớm tối, như thế nào hướng dân chúng Bắc Linh vô tội, như thế nào hướng các huynh đệ canh giữ ở biên quan chờ ngươi trở về mà không đảo ngươi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho chính mình như thế nào có được tự do như vậy huống hồ điện hạ ngươi cho rằng chỉ cần ngươi buông tha cho môi vị hoàng đế đại hoàng tử sẽ buông tha ngươi sao hắn tâm ngoan thù lạc tuyệt sẽ không lưu tính mệnh của ngươi cho dù ngươi tuyên bố kiếp này ngươi sẽ chỉ ở thâm sơn rừng già hoặc là chạy đến chân trời góc biển sống qua ngày thì hắn vẫn sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì tồn tại của ngươi chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn cùng với việc bị giết chết bất ức như vậy vì sao không đứng lên cùng hắn đấu tranh. Huống hồ, điện hạ ngươi không phải lẻ loi một mình, ở sau lưng ngươi còn có rất nhiều bách tính cùng tướng sĩ thể nguyện bảo hộ ngươi. Bởi vì, chỉ có ngươi mới là vị thái tử kế tiếp danh chính môn thuận xương Bắc Linh Vương mà bệ hạ nhận định. Điện hạ, nói xong, ngụy thần vô cùng đau đớn quỳ dạp xuống đất. ngụy tướng quân, tử ly trong lòng khó chịu đến cực điểm, ăn cần lạc âm hiểm độc ác y sao lại không biết. Nếu y thật là An Cần Du đối mặt với huynh trường tàn khốc như vậy y tự nhiên sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng vấn đề là y không phải An Cần Du, y là Tô Tử Ly, một người đến từ thế kỷ 21, một du hồn thực may mắn rồi lại thật bất hạnh nhập vào thân thể này. Chuyện như vậy bảo y như thế nào thản nhiên nhận hoàng quan, vương miện can hệ đến cả thiên hạ thương sinh. Điện hạ, ngụy thần ngẩng đầu đỏ ngầu hai mắt, hiện giờ thế cục Bắc Linh dung chuyển bất an, bàng quốc các nước láng giềng đối với Bắc Linh Giang Sơn cũng như hồ Dình mồi, mỗi người đều muốn thừa dịp loạn phân mà sâu xé. Đại hoàng tử trời xanh tính hung tàn ham hưởng lạc, hiện giờ hắn nhiếp chính ban hành siêu cao thuế nặng đã làm cho dân trung oán thanh nổi lên bốn phía, nếu ngày khác đăng cơ vi vương nhất định là một quân chủ tàn bạo, đến lúc đó dân oán bách tính khởi nghĩa. Bàng quốc sẽ sấn hỏa đả kiếp hôi của nhân lúc cháy nhà, vậy Giang Sơn Bắc Linh liền xong rồi. Ta, hắn đâu cũng không đi hừ, nói thật đúng là thanh tình thịnh mậu, rõ ràng lớn lao. Một phen thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng vang lên. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy An Cực Khanh đang cười lạnh đi đến trước mặt bọn họ. Cực Khanh, An Cực Khanh không nhìn biểu tình khổ sở của ngụy thần mà chỉ nhìn tử ly nói, người không dễ dàng gì mới thoát ra nơi chuyên quyền mưu loạn kia chẳng lẽ mới bị người nói như thế đã muốn một lần nữa chui vào sao. Nếu làm hoàng đế ngươi chọn đời cũng đừng hòng có được tự do huống hồ ở trong mắt người khác, xem ra Bắc Linh Vương ngươi chẳng qua là nam sủng của Sở Kinh Vương, nếu ngày sau có người vạch trần đoạn sự thật này, người phải bị ánh mắt xích lòa lẫn cười nhạo bất kham, không chịu nổi của người trong thiên hạ, nguyên lai Bắc Linh Vương chẳng qua là một nhục luyến mà người ta đặt ở dưới thân. Đủ rồi đừng nói nữa, tử ly trừng lớn mắt quát, thống khổ cùng trốn tránh lan tràn trong mắt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt theo. Điện hạ, kính nhờ các ngươi, đừng nói nữa. Tử Ly bịt kín lỗ tai nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta muốn yên lặng một chút. Bành, đóng cửa nhào lên trên giường, Tử Ly đem mặt thật sâu vùi vào trong chăn. Thâm cung tựa hải, cung tường cao cao cùng điện đường nặng nề, đồng thời ghi lại sự huy hoàng cùng thể khứ mất đi của một thế hệ lại một thế hệ quân vương. Vết tích năm tháng làm cho chúng nó mất dần sắc sơn, sắc thái xưa cũ dưới lương phong lạc diệp, gió lạnh lá rụng, nhuộm đẫm càng cảm thấy bi thương ánh mắt bắc linh vương khàn khàn nhìn không trung minh mông cao xa bên ngoài song cửa chạm rỗng bỗng nhiên hoãn thanh hỏi vạn phúc nô tài ở đây bệ hạ là ngồi mệt mỏi sao nô tài dìu ngài nằm xuống được không vạn công công trộm lau nước mắt nhẹ giọng nói không đem dược lấy đến bắc linh vương suy yếu nói vạn công công lại lau khóe mắt sau đó run rẩy đem một khỏa dược đưa đến miệng bắc linh vương bành cửa phòng bị mạnh mẽ đá văng một đôi thị vệ vũ trang đầy đủ nhanh chóng chia làm hai hàng mà đứng an cần lạc hăng hái bước vào không phải không có kiêu căng lại khó nén cuồng hỉ nói nghe nói phụ hoàng rốt cục tính toán thông suốt muốn chuyển ngôi cho bản điện hạ rồi bắc linh vương cầm lấy tay vạn phúc ho khan ngồi dậy cực kỳ suy yếu nói phải chấm đích xác nghĩ thông suốt người cùng du nhi đều là con cháu an thất truyền ngôi cho ai cũng giống nhau nhưng là trước khi chấm truyền ngôi chấm muốn cầu ngươi một sự kiện Tôn thất huyết mạch của chấm chỉ có, chỉ có ngươi cùng Du Nhi Cho nên, xin ngươi lưu Du Nhi một mạng An cần lạc nhíu mày, trong lòng cười lạnh lưu hắn một mạng Hừ, làm sao có thể Hảo, bản điện hạ đáp ứng ngươi không giết hắn Còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra khụ khụ sau khi chấm đi, hy vọng ngươi có thể thủ cữu canh linh đường 7 ngày a à, yêu cầu không ít ha Thủ cữu 7 ngày bảy ngày không phải là không thể gặp huyết sát sinh sao. Hảo, bản điện hạ cũng đáp ứng ngươi, còn có yêu cầu gì? Không còn, Hảo, người tới, bút mực hầu hạ, bệ hạ muốn lập chiếu thư. Nắm chắc phần thắng cười, sau đó từ ống tay áo xuất ra giấy tuyên thành đưa đến trước mặt Bắc Linh Vương nói, nội dung cũng không nhọc đến phụ hoàng hao tâm tốn sức, chiếu theo nơi này sao lại một phần đi. Bắc Linh Vương khẽ run rẩy chấp khởi ngự bút, ngòi bút vừa chỉ lên, bỗng nhiên yết hầu thoáng chốc trào ngược, phốc, phun ra một hơi nùng huyết nhiễm đỏ giấy tuyên thành. Bệ hạ, vạn phúc kêu sợ hãi một tiếng vội vàng đỡ lấy bắc linh vương. Phốc, lại là một hơi, an cần lạc thần tình nộ khí, cư nhiên ngay lúc khẩn yếu như vậy. Điện hạ, thì ngài mau truyền ngự y đi, bệ hạ hắn, hắn sắp không được, vạn phúc khẩn cầu nói. Cút, an cần lạc một cước đá bay vạn phúc nắm lên áo bắc linh vương quát, người lão bất tử kia, lúc nào không chết cố tình chọn lúc này mà chết, nếu không phải di chiếu phải tự tay ngươi viết thì bản điện hạ mới lười cùng ngươi chơi đùa. Không được phun, lập tức đem di chiếu viết xong cho ta. Bắc Linh Vương tựa hồ mất đi cúi thấp đầu, An Cần Lạc khẩn trương, vội vàng vừa ấn huyệt nhân trung huyệt giữa mũi và miệng vừa độ nội lực, rốt cục làm cho Bắc Linh Vương mở mắt. An Cần Lạc hơi định thần, tiếp theo bỗng nhiên một bên nửa tha nửa đỡ Bắc Linh Vương đi ra ngoài cửa một bên quát, lập tức hạ lệnh tất cả dân chúng toàn thành đến cửa cung tập hợp tuyên bệ hạ muốn khẩu tố di chiếu di chiếu bằng miệng vâng kéo bắc linh vương nửa ngất đi lên cửa thành hoàng cung dưới cửa thành dân chúng đã tụ tập đông nghịt các vị thần dân nghe đây ta là đại hoàng tử an cần lạc hôm nay thụ phụ hoàng chi mệnh triệu tập mọi người tiến đến thính tố di chiếu nói xong đem bắc linh vương dìu đến bờ thành dân chúng phía dưới thấy quân chủ vẫn bệnh cũng nằm trên giường đồng loạt quỳ hô vạn tuế An Cần Lạc khó nén hương phấn mà nhìn vạn dân đang quỳ, cực kỳ hưởng thụ loại khí thế quân lâm thiên hạ này. Trong ánh mắt trầm đục của Bắc Linh Vương bỗng nhiên tinh quang chợt lóe, đưa tay nói, bình thân. Đợi mọi người đứng lên lại suy kiệt hô, chấm vì bệnh lâu không khỏi tự biết mệnh không kéo dài. Hôm nay riêng triệu tập mọi người chính miệng tuyên cáo thiên hạ, chấm đem ngôi vị truyền cho. An Cần Lạc phi thường đắc ý quét mắt mọi người dưới thành. Tam Hoàng tử An Cần Du của chấm. Bắc Linh Vương lớn tiếng trường hô, toàn thành hoan hô, nụ cười của An Cần Lạc đông lại bên miệng, sắc mặt sát biến, cũng nhanh chóng quay đầu khuôn mặt vặn vẹo nhìn Bắc Linh Vương đang mang theo ý cười thực hiện được ở trước mặt. Vạn tuế, vạn tuế, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Người này lão thất phu, bộ mặt An Cần Lạc giữ tợn giống to, ngoan lệ đẩy lên, đi tìm chết đi. Bắc Linh Vương mang theo tươi cười nhắm mắt trong tiếng thét chói tai của mọi người rớt xuống tường thành chương 10, người nói Bắc Linh Vương băng hà, người tự ở cửa sổ chạm rỗng quay đầu lại thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chủ thượng, Bắc Linh Vương ở trên tường thành tuyên bố truyền ngôi cho tam hoàng tử An Cần Du, An Cần Lạc tức giận cho nên đem Bắc Linh Vương đẩy xuống tường thành. Thám tử cúi đầu nói, thật sự là quá ngu xuẩn, người nọ nhíu mày, lại nói tiếp, người truyền qua dặn hắn cần phải che giấu chuyện này đi. Vâng, chủ thượng, thám tử lui ra gã rũ xuống mi mắt nhìn chén phì ngọc trong tay đường cong khóe môi hoàn mỹ bỗng nhiên nổi lên một mặt cười nhạt bắc linh sao khi tin tức bắc linh vương trụy lâu rơi lầu bỏ mình truyền khắp đại giang nam bắc nội tâm tử ly còn đang vì trọng trách nặng nề có nên nhận vực dậy giang sơn bắc linh hay không mà đau khổ dẫy rủa không không tiếp thụ ta không phải an cần du ta không cần phải khiêng lên gánh nặng theo ta cả đời này nhưng ta hiện tại ta hiện tại là thân thể của an cần du làm bắc linh hoàng tử về công về tư hắn đều phải nhận vận mệnh như vậy như phát điên mà cào cấu tóc tử ly một đêm không ngủ phiền muộn từ trên giường ngồi dậy cúi thấp đầu nhìn chằm chằm dày dưới chân ngần người điện hạ cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm ách họng của ngụy thần tử ly trầm chậm đi qua mở ra cửa phòng ngụy thần đứng ngoài cửa sắc mặt bình thường khôi mô giờ đây tiểu tủy tái nhợt không khỏi làm y ngạc nhiên ngụy tướng quân có việc gì thế Tử Ly có chút hiềm nghi Minh Chi cố vấn, biết rõ còn cố hỏi. Điện hạ, Ngụy Thần nâng lên đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn y, thanh âm khàn khàn, "Bệ hạ." "Băng Hà." Tử Ly tâm thần nhảy dựng, rũ xuống mắt tiệp không dám cùng ánh mắt ẩn nhẫn thống khổ của hắn đối diện. Ngụy Thần siết chặt tờ giấy bồ câu đưa tin tới trong tay, "Bệ hạ không phải bệnh chết mà là bị tên xúc sinh An Cần Lạc kia đầy từ trên tường thành xuống, tại chỗ bỏ mình." nói xong ức chế không được ôm mặt hai đầu gối quỳ xuống, tướng quân uy vũ cứng cỏi này cư nhiên giống như đứa nhỏ nấc thanh khóc, nước mắt chảy ra từ khe hở dọc theo mờ u bàn tay tí tách rơi xuống đất. Tử ly trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Bệ hạ a, thần đáng chết, thần vô năng, mắt thấy bác linh giang sơn sẽ rơi xuống trong tay xúc sinh giết quân giết phủ kia lại chuyện gì cũng làm không được, thần phụ trọng thác, hôm nay chỉ có cái chết tả tội tế thiên linh nói xong từ trong tay áo rút ra một thanh trùy cuồng cuồng hướng tâm khẩu đâm vào tử ly thấy thế kinh hãi vội vàng ôm lấy cánh tay hắn khuyên ngủ ngụy tướng quân ngươi làm cái gì vậy cho dù ngươi tự sát phụ hoàng cũng sẽ không sống lại an cần lạc cũng sẽ không bởi vậy mà mất mạng nếu ngươi chết ngược lại là đúng ý hắn tướng quân ngươi có thể nào hồ đồ như thế nha nếu không chết ngài bảo thần còn có thể diện gì tiếp tục sống a à? chẳng những hộ chúa bất lực làm cho bệ hạ bỏ mạng đây là bất trung. Biết rõ bệ hạ vì thay thần tranh thủ càng nhiều thời gian mà không tiếc ăn hồi đầu hoàn nhưng thần lại lặp đi lặp lại nhiều lần cô phụ trọng thác của bệ hạ, đây là bất tài. Tội thần bất trung bất tài như vậy mặt mũi nào sống trên hậu thế. Không bằng theo bệ hạ đi, trên đường hoàng tuyền còn có thể thay bệ hạ khai đạo kính giá mở đường hầu hạ. Nói xong lại dùng lực hướng tới ngực đâm đi, tử ly gắt gao lôi kéo hắn, cuống quýt kêu lên, không thể tướng quân ngươi đã quên phó thác trước khi lâm chung của phụ hoàng ta sao sau khi người chết ngươi phải cúc cung tận tụy rồi sau đó ủng hộ ta đăng cơ vi vương hiện giờ ngươi lại muốn tự tìm đoàn kiến ý nghĩ nông cạn đây mới là chân chính bất trung bất tài vượt bỏ như thế phụ hoàng dù chết cũng sẽ không nhắm mắt ngụy thần hai mắt sáng ngời bỗng nhiên gắt gao quay ngược lại nắm tay tử ly kích động nói nói như vậy nói như vậy điện hạ ngài đáp ứng rồi đúng đúng vậy dù sao ta cũng là con cháu Bắc Linh, bảo trụ Giang Sơn Bắc Linh là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của ta. Tử Ly ngừng lại trong chốc lát nói, mặc kệ, trước đáp ứng rồi nói sau, sự tình về sau tính tiếp. Ngụy thần lau nước mắt hướng Tử Ly quỳ thẳng ôm quyền, từng tự từ kiên định nói ta, Ngụy thần lúc này thề, nguyện cùng 11 vạn huynh đệ nơi biên quan tận tâm hiệp trợ Điện Hạ đi lên đế vị, phủ tá Điện Hạ hoàn thành đại nghiệp thống nhất tử ly bách cảm giao tạc trăm mối tơ vò đem ngụy thần nâng dậy nói tướng quân có một lời này của ngài bản điện hạ tin tưởng ý nguyện này sẽ không còn xa khổ nhục kế này dùng thật đúng là hiệu quả hai người đang nói bỗng nhiên lại truyền đến tiếng cười lạnh của an cực khanh ngụy thần sắc mặt khổ sở quay đầu lại nhìn hắn muốn nói lại thôi kỳ thật tử ly như thế nào không nghĩ tới đây là khổ nhục kế của ngụy thần nhưng vô luận là kế hay không tử ly cũng không thể mắt thấy thanh thủy thủ kia đâm xuống làm cho kế này hóa thành thật mặt khác trung tâm nghĩa đảm của ngụy thần cũng làm cho y không khỏi lâm vào động dung hoàng thúc sau khi biết thân phận an cực khanh tử ly đã sửa miệng gọi như vậy ta biết hoàng thúc kỳ thật là một người miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm đậu hù ngài cản chờ ta trở về như vậy kỳ thật là không đành lòng ta rơi vào cười nhạo của dân chúng nhưng ngụy tướng quân nói đúng hiện giờ loại tình huống này đã không phải do ta cho dù ta buông tha cho môi vị hoàng đế an cần lạc cũng sẽ không bỏ qua ta cho nên ta phải đối mặt ánh mắt an cực khanh phức tạp nhìn tử ly tiếp theo than nhẹ một tiếng nói thôi thôi nếu là quyết định của ngươi ta đã không còn gì có thể nói lúc trước ta dùng bồ câu đưa tin nói cho hắn biết ngươi ở trên đảo này cũng là muốn cho ngươi một cơ hội tự thân lựa chọn chính là ngày sau không cần hối hận thôi tử ly khẽ mỉm cười nói vẫn là câu nói kia cho dù hối hận ta cũng sẽ không quay đầu mặc kệ con đường gian nan cỡ nào ta đều sẽ tiếp tục chống đỡ an cực khanh bất đắc dĩ lắc đầu tốt lắm nếu đã quyết định cũng nên thu dọn đồ đặc rời đảo đi cực khanh ngươi sẽ cùng chúng ta đi sao ngụy thần bỗng nhiên thần tình chờ mong nhìn hắn hỏi an cực khanh liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói nơi này từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện ta đi hay không còn phải hướng ngươi bẩm báo sao không ta không phải ý này. Ngụy thần nóng này, như thế nào đối với mình vẫn không thể cho sắc mặt tốt hơn nha. An cực khanh tự động bỏ qua hắn, lôi kéo tử ly đi trở về phòng. Buổi trưa, ba người liền thừa lúc thuyền nhỏ ra đảo, vừa đến bờ sông, thuộc hạ đã lo lắng chờ đợi năm ngày lập tức đi lên bái kiến, cũng hồi báo một loạt tin tức. Điện hạ, tướng quân, kinh thành đưa đến tin tức, an cần là cư nhiên thế thốt phủ nhận hắn cố ý mưu sát bệ hạ, mà là bởi vì lúc ấy ở trên tường thành nhìn thấy trong đám người có thích khách hướng bệ hạ ngắm bắn cho nên vội vàng đem bệ hạ đẩy ra, ai ngờ nhất thời tình thế cấp bách lại lệch tay đẩy bệ hạ rơi xuống tường thành. Vì thế hắn phi ma đái hiếu, để tang mang hiếu, quỳ gối bên điện đường của bệ hạ khóc giống lưu nước mắt, thủ xô canh linh đường 7 ngày. Đối với chuyện bệ hạ từng khẩu dụ đem môi vị hoàng đế truyền cho điện hạ, có ngự y đứng ra chứng thực bệ hạ hoạn thất tâm điên hồ môn loạn ngữ, không đủ tin cậy, bởi vì mấy ngày trước đây người cũng từng nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một tiểu thái giám trong cung. Còn có đại thần trong triều nói bệ hạ kỳ thực là muốn truyền ngôi cho đại hoàng tử An Cần Lạc, bởi vì bệ hạ từng trước khi bị bệnh tự tay viết xuống một phong chiếu thư, trong thư nói rõ phong An Cần Lạc vi thái tử. Ngoặc kép, nghe vậy, ngụy thần tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng trước mắt cũng vô kế khả thi, chỉ có hạ lệnh trước đuổi tới biên quan cùng mọi người hội hợp tái nghị chương 11, người đi đường mã bất đình đề ngựa không dừng chân chạy tới biên quan, từ ly mang theo thư tín của bác Linh Vương từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở ra, không phải y không muốn xem mà là thật sự tìm không ra thời gian, mười mấy ngày nay cơ hồ đều là ở trên lưng ngựa vượt qua, bọn họ không dám đi đường lớn chỉ có thể lấy đường nhỏ hẻo lánh, nhưng cho dù như vậy cũng vô pháp bỏ rơi hắc y nhân truy kích bên đường. Bọn họ tựa như một đám cầu cắn mông, luôn đuổi theo một đường tập kích chém giết. Mỗi khi qua lúc đó, Tử Ly đã cảm thấy đặc biệt thả lỏng cùng hư thoát. Y là người hiện đại, y không thể thích ứng cái loại cảnh tượng đà đà sát sát huyết tinh đầy trời này. Chuyến đi này của bọn họ tổng cộng có 43 người, sau mấy chàng đồ sát, hoặc bị thương hoặc tử vong cũng đã hao tổn 11 người, bọn họ cũng còn chưa tới biên giới Bắc Linh. Không phải bọn họ không đủ lợi hại, Tử Ly nghe nói những hộ vệ này đã là tinh anh trong tinh anh mà ngụy tướng quân chọn lựa ra này thật sự là bởi vì người của đối phương quá nhiều, bọn họ chống đỡ không được. Tử Ly tuy rằng thuật cưỡi ngựa không tồi nhưng y không biết võ thân thể lại yếu nhược, cho nên bôn tàu một ngày một đêm, rõ ràng giấc ngủ không đủ cộng thêm lo lắng hãi hùng, chẳng những làm cho tinh thần Tử Ly không tốt mà mắt còn phiếm đen, hơn nữa càng làm cho y khổ không thể tả chính là sườn đùi bị yên ngựa trà sát đến huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương phá ra bám dính vào y phục, chỉ cần thoáng động liền đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa mới đầu y vì không ảnh hưởng hành trình chỉ có thể cắn chặt răng không rên một tiếng, nhưng mỗi một lần ngựa bôn tàu đều mang theo chấn động làm cho y như chịu khổ hình. Cuối cùng vẫn là an cực khanh phát giác bộ dáng y ở trên ngựa lung lay sắp đổ thập phần không thích hợp, tới gần nhìn thấy lập tức đen mặt, cấp tốc đem từ ly lao đến trên tòa kỵ của mình, cũng phái người đến thành trấn phụ cận mua một chiếc xe ngựa. So với lúc kỵ mã, tốc độ của xe ngựa rõ ràng chậm hơn nhiều. Trải qua một phen cân nhắc, ngụy thần hạ lệnh đem hộ vệ còn lại chia làm hai tổ, một tổ kéo dài truy binh, một tổ bảo hộ bọn họ tiếp tục đi trước. Nằm ở bên trong xe ngựa, tử ly vì mình kéo chân mọi người mà cảm thấy hổ thẹn bất an đồng thời lại may mắn chính mình rút cục thoát ly trận khổ hình. Dục tốc tắc bất đạt, tê ta bây giờ thực cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Tử ly tựa vào đệm chăn tê tê hút lãnh khi nói. An cực khanh dùng kéo cẩn thận cắt đi y phục dính trên miệng vết thương y, Hiện giờ mới hiểu được đau đớn Chịu không nổi cũng đừng bày đặt chống đỡ Nếu ngươi sớm mở miệng sẽ không biến thành bộ dáng hiện nay Chẳng những bản thân mình chịu đựng vất vả hơn nữa cũng chậm trễ hành trình của mọi người Tử ly rất vì khuất biển biển miệng, miếu máu A, đau A Đừng nhúc nhích, cẩn thận làm miệng vết thương nứt ra An cực khanh tức giận nói Kế tiếp phải thay ngươi tẩy trừ miệng vết thương Hiện giờ tình huống căn bản không có khả năng dừng lại dùng nước ấm nhưng miệng vết thương của tử ly lại chạm nước lạnh không được. Đang lúc khó khăn nên làm như thế nào, chỉ nghe An Cực Khanh sốc lên bức màn phân phó thị vệ đến bờ sông mang tới một gáo nước lạnh, tiếp theo từ trong bách dược tương hòm thuốc xuất ra một cái lọ chứa bạch sắc mặt trạng, bọt trắng đổ ra một chút pha vào trong nước, chỉ thấy một chậu nước lạnh đến thấu xương bốc lên một trận khói trắng, dùng một ngón tay thăm dò cơ nhiên đã biến thành ấm. Thật là lợi hại, tử ly cảm thán, cái lọ đựng dược gì noãn tiêu phấn ta tự chế, ý nghĩa nằm trên mặt chữ, tối trọng yếu là nó chẳng những có thể tăng cao nước ấm mà còn có tác dụng tiêu độc. An cực khanh lấy ra một bố khăn sạch sẽ thấm ướt định đưa đến phía trên miệng vết thương của tử ly, sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Ân, tử ly rất kiên định gật đầu, nhưng khi một khắc nước tiêu độc chạm đến miệng vết thương y liền nhịn đau không được kêu bắn lên. Cái gì có chút đau, quả thực là kịch thống đau quằn quải, Nước tiêu độc ở trên vết thương của y phiếm bọt biển, nóng rát giống như có vô số tiểu đao từng chút cắt vào, lại không thể vươn tay đi sát, tử ly đau đến hai mắt đẫm lệ lưng chồng không biết như thế nào cho phải. Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy thần sớm rồi ngửa tới gần thùng xe gõ cửa nhỏ hỏi. Ngươi tiến vào, nơi này cần ngươi hỗ trợ. An cực khanh nhíu mày nói. Ngụy thần nhảy lên xe ngựa mở ra xương môn tiến vào, không gian không quá rộng bởi vì hắn tiến vào mà có vẻ thêm chật chội. Tử Ly đang che miệng vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên hài tháp tháp thấp, vạt áo y bào bị vén lên lộ ra hai cái chân tinh tế oánh ngọc, làn da không bởi vì mùa đông mà khô nứt ngược lại còn có vẻ thủy nộn như hài đồng. Bất quá thật sự là bởi vì loại trắng nõn tê nộn này mới khiến cho miệng vết thương bên chân sườn huyết nhục mơ hồ nghiêm trọng đến đáng sợ, đáng sợ đến dữ tợn dữ tợn đến ngay cả ngụy thần tướng quân nhiều lần bị thương cũng hiểu được đau xót kia nhập đến nội tâm húc mà thấy chắc chu lên an cực khanh thấy ngụy thần tiến vào chỉ thản nhiên quét mắt liền chìa chìa vị trí đối diện ý bảo hắn lại đây thay ta ấn y lộn xộn như vậy ta căn bản không thể tẩy trừ hoàng thúc cũng không thể không cần tiêu độc a à, trực tiếp thoa dược đi tử ly đau đến môi run, run run cầu xin an cực khanh quay đầu lại nhìn y tiêu độc có thể phòng ngừa miệng vết thương sinh mù hơn nữa khỏi nhanh hơn người cũng muốn nhanh khỏi không chậm trễ mọi người không phải sao tử ly khó xử mặc dù là nghĩ như vậy nhưng thật sự đau quá a à. quả thực giống như ở trên miệng vết thương sát muối không có lẽ so với cái đó còn đau hơn vậy vậy cũng không ấn được không ta không loạn động là được thật sự không loạn động nói là nói như vậy nhưng lúc thật đau đớn ngươi sẽ khống chế không được không bằng để người ta ấn, nhanh tay đem miệng vết thương sát một lần. Tử ly thẳng run run, tiếp tục siết chăn nhỏ giọng kháng nghị, đau quá a, à, không cần tiêu độc, không cần tiêu độc. Không cần tùy hứng, ăn cực khanh ngưng mi, cầm lên bố khăn khủng bố đã hút nó nước tiêu độc nói, ấn y. Điện, điện hạ, ngài liền nhẫn nhẫn đi, đau dài không bằng đau ngắn. Nói xong liền thật sự ấn lên cái chân tử ly còn muốn rụt trở về. A, à, Tử Ly lập tức cầm lấy gối đầu gắt gao đặt ở trên mặt mình, hoành húc đau quá. Ta đau quá, đau chết ta. Rốt cục tẩy trừ xong, đợi cho thoa lên một tầng thuốc mỡ lành lạnh lại băng bó hảo. Một thời gian ngắn sau Tử Ly mới đưa mặt lộ ra khàn giọng nói ta muốn uống nước. Liên tiếp vài ngày Tử Ly đều ở bên trong xe ngựa nằm, miệng vết thương đã không còn đau, mỗi ngày đều đổi một lần dược. Tử Ly thấy miệng vết thương đã kết phẩy, nhưng theo nhau đến lại là ngứa khó chịu đến mức trong lòng y tựa như bị miêu trào. Vì rời đi lực chú ý, tử ly nhấc lên một góc mảnh nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng Thúc đã dịch dung ngồi trên lưng ngựa, thân sắc trầm tĩnh mục quang lạnh nhạt, cho dù lúc này là dung mạo bình thường hắn cũng như ẩn thế cao nhân lộ ra khí chất thần bí khó dò không thể xem thường. Ngụy tướng quân thì ở đằng trước mở đường, vẻ mặt trầm ổn nghiêm túc, chẳng qua khi quay đầu lại nhìn về phía hoàng thúc, ánh mắt lại ngay lập tức nguyễn hạ như thế nào che giấu được biến hóa trong đó. Có việc gì thế? An cực khanh đảo mắt nhìn thấy tử ly đang vén rèm nhìn nơi này. Hoàng thúc, chúng ta hiện tại ở đâu? Còn có bao lâu mới đến biên quan? Chúng ta đã tiến vào biên giới Bắc Linh, cách biên quan còn có trăm dặm đường, rất nhanh liền tới rồi. Tử ly trong lòng khẽ định, buông mảnh đi, trời giá rét cẩn thận cảm lạnh. An cực khanh nhắc nhở, buông màn, từ ly quay về nằm trên tháp thở dài, tiếp theo chợt nhớ tới trong lồng ngực còn có phong thư chưa kịp xem. Rút ra thư tín bị nhu đến nhăn nheo, thấy ngay trên mặt bốn tự, ngô Nhi thân khải nhi tử của ta. Du Nhi, đọc được thư chỉ sợ phụ hoàng đã sớm từ thế, bởi vì tình thế cấp bách, phụ hoàng chỉ có thể nói ngắn gọn. Tin tưởng Ngụy tướng quân đã cùng ngươi nói rõ về tai họa ngầm dung chuyển cục diện chính trị Bắc Linh phụ hoàng truyền ngôi cho ngươi càng nhiều chính là ở chỗ tính tình của ngươi không giống đại ca ngươi quái đản thô bạo thị huyết thành tính tuy rằng ngươi ở sở kinh làm chất nhiều năm nhưng phụ hoàng vẫn như cũ nhớ rõ ngươi là một hài từ trí tuệ nhân thiện bản tính như thế cho dù ngày mốt triệu qua cải biến cũng sẽ không thay đổi ngày khác ngươi đang cơ vi vương phụ hoàng chỉ cầu ngươi ổn định cục diện chính trị bảo vệ bắc linh giang sơn phụ hoàng truyền ngôi cho ngươi đại ca ngươi tất cùng ngươi tranh chi Người tùy công ngụy tướng quân cùng 11 vạn vệ binh ủng hộ, nhưng vẫn không đủ, cho nên phía dưới phụ hoàng đã liệt ra những quan viên châu quận ngươi phải mượn sức, cầu được bọn họ ủng hộ. Tiếp theo là liên tiếp danh sách, cuối thư lại là một câu chúc phó căn dặn mọi quyết định gì cũng phải cùng ngụy tướng quân thương thảo. Tử ly cất kỹ tín lại là một tiếng than nhẹ, chương 12, sắc trời đã tối, trên sơn đảo như bị bịt kín một tầng vải đen rét đậm mà đánh mã chạy đi, Mặc dù bọn họ là người đã qua huấn luyện cũng không khỏi đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Bởi vì sơn đạo này đầy hố dốc đứng, nếu mã tốc quá nhanh thoáng không lưu ý cũng rất có thể lâm vào hố động vấp ngã vó ngựa. Nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm thắp sáng đuốc báo địa điểm cho mục tiêu, đoàn người chỉ có thể thả chậm tốc độ bên trong cảnh hắc đăng hạt hỏa tối lửa tắt đèn sờ soạng về phía trước. Thương ở chân tử ly đã hoàn toàn lành lặn, sau khi vải rơi xuống y lập tức yêu cầu đổi ngựa, bất quá lần này biết học thông minh, vì tránh dẫm lên vết xe đổ y chẳng những ở trên yên ngựa bọc một tầng nhuyễn điếm mà còn ở trên chân của mình bao hai lớp vải bông. Lúc này y đang nắm dây cương cẩn thận đi sau ngụy thần, một bên chính là An Cực Khanh. Tất cả mọi người không nói gì, không khí áp lực mà cảnh giác. Tử Ly nghe Ngụy tướng quân nói sau khi qua ngọn núi này liền có thể tới một tiểu trấn hẻo lánh, tiểu trấn có nhân mã hắn bố trí trước đó. Tử Ly không rõ tình huống của một tiểu đội hộ vệ lúc trước kia như thế nào, nhưng với hiện tượng vài ngày cũng không gặp truy binh mà xem, bọn họ tựa hồ đã thành công đánh lạc hướng đối phương. Đi được một hồi, bọn họ rốt cục đi qua sơn lĩnh bắt đầu dọc theo độ dốc đi xuống, khi nhìn thấy một cái hiệp đạo đường hẹp ở giữa lưỡng sơn, tất cả mọi người không khỏi kéo lại dây cương. Tử Ly nhìn con đường nhỏ quỷ dị âm trầm phía trước bất an hỏi, địa hình kia thích hợp cho bố trí cảm bẫy nhất. Hoàng Thúc, người nói phía trước có thể có mai phục hay không. Cho dù trong bóng đêm thấy không rõ, tử ly vẫn là cảm giác được đối phương khinh thường cười khẽ, đích xác có mai phục. Vậy làm sao bây giờ? Điện hạ đừng lo, ngụy thần chuyển qua đầu ngựa giọng điệu trầm ổn nói, thỉnh ở chỗ này chờ một lát, thần đi giải quyết chướng ngại vật trên đường. Lưu lại hai người bảo hộ tử ly cùng an cực khanh, ngụy thần mang theo thị vệ đi về phía trước. Tiếng vó ngựa rồn rập xa dần, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét ra lệnh, tiếp theo liền truyền đến thanh âm loạn thạch rơi xuống hỗn loạn đến rung cả đất, sau đó là tiếng mã thí lung tung. Tử ly vỉnh tai, thật là có mai phục, đối phương ở trên núi lăn đá, ngụy tướng quân bọn họ, cai bẫy thô thiền như vậy nếu hắn phá không được cũng đừng làm cái gì tướng quân. An cực khanh không cho là đúng nói, tiếp theo lại truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, ước chừng rằng có 10 phút mới ngừng lại. Xong rồi, Tử Ly dướn cổ lên nói. Vừa nói xong Ngụy Thần đã đánh mã đi đến trước mặt, điện hạ, chứng ngại vật trên đường đã dẹp gọn, thỉnh ngài di giá. Nga nga, Tử Ly gật đầu nhắm mắt theo sát đuôi, khi đi qua hiệp đảo, từ không trung phiêu tán mùi máu tươi cùng tiếng ngựa hí đứt quãng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm thiết mới vừa rồi quét qua. Đi ra khỏi nơi trông như ít hầu kia, Tử Ly nhịn không được mở miệng hỏi, Ngụy tướng quân, mới vừa rồi ngươi như thế nào công phá bọn họ? Ngụy Thần chắp tay nói: Địa hình kia nếu muốn bố trí cảm bẫy thì thích hợp nhất chính là cồn lăn thạch trên đỉnh đầu người của đối phương đầu tiên mai phục ở trên đỉnh núi đợi mục tiêu tiến vào hiệp đảo sẽ hạ lệnh đầy đá xuống. Thần ì vào ưu thế bầu trời tối đen bọn họ không phân biệt rõ ra lệnh cho đoàn người rất nhanh nhảy xuống ngựa làm cho ngựa đi trước sau đó chia làm hai tổ dọc theo lưng núi đi lên đối phương vì nghe được tiếng vó ngựa tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta đã tiến vào bẫy của bọn họ cho nên lập tức hạ lệnh đẩy thạch đè người chúng ta liền thừa dịp bọn họ phân tâm từ sau lưng nhảy ra đẩy bọn họ xuống núi ách vậy bọn ngươi như thế nào còn có mã kỵ mã không phải bị bọn hắn đè chết lẫn bị thương sao điện hạ mã của chúng ta không còn nhưng bọn hắn có mã a đám người kia không phải là đi bộ tới mai phục đi nga thì ra là thế tử ly hiểu rõ hỏi tiếp ngụy tướng quân chúng ta cách trấn nhỏ còn rất xa sao không đủ 20 lý, giảm chốc lát liền tới rồi. Thỉnh điện hạ tiếp tục nhẫn nại, An Cực Khanh vẫn trầm mặc lại bỗng nhiên mở miệng, "Không ổn." Ách, một câu chẳng biết tại sao của hắn làm cho Tử Ly có chút không nắm bắt được ý nghĩ, "Hoàng thúc, ngài nói cái gì không ổn?" Ngụy Thần cũng chuyển hướng An Cực Khanh đang cau mày chờ đợi giải thích của hắn. "Các ngươi không thấy là chúng ta đi quá thuận lợi sao?" Trước tiên là nói về tiểu đội hộ vệ lúc trước, Tuy rằng võ công của bọn họ không kém, nhưng so với mấy trăm danh truy binh của đối phương, các ngươi cho rằng 12 người có thể thay chúng ta tranh thủ thời gian 3 ngày sau. Còn có mai phục mới vừa rồi, không nói liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhân số bên đó cũng ít đến làm cho người ta sinh nghi, đối phương là quá mức tự tin hay là căn bản chỉ ngụy trang. Nếu ta là an cần lạc, ta tuyệt đối không thể khinh địch bày ra cái bẫy đả thảo kinh xà như vậy. Chỉ có một giải thích, chính là hắn không phải đả thảo kinh xà mà là vì muốn chúng ta thả lỏng cảnh giác làm cho chúng ta nghĩ lầm rằng nguy hiểm đã qua ý của hoàng thúc là chúng ta chẳng những không có rời xa nguy hiểm ngược lại từng bước một rơi vào bẫy của hắn ngụy thần trầm ngâm nửa ngày cực khanh ngươi vừa nói như vậy ta lại thật ra có thể khẳng định tiểu trấn mà chúng ta muốn đi là nơi địa hình hiểm trở tứ phía đều là sơn lính nếu người của bọn họ đã mai phục tại bốn phía chúng ta đi vào liền không chỗ có thể trốn. Nghĩ rằng là bởi vì nơi khác không tiện đồ sát, mới cố ý dẫn chúng ta tới nơi đây. Thỉnh quân nhập úng phải, vò tiếp theo lại đột ngột từ trong ống chóc ra gậy ông đập lưng ông. Chiêu này cao a, à, tử ly vỗ tay một cái nói, không thể tưởng được an phần lạc kia lại có tâm cơ này. Ngụy tướng quân, tiểu trấn chúng ta phải đi đã không thể đến được, vậy nhân mã mà ngươi an bài nên làm thế nào? Nếu ta không đoán sai, nhân mã của chúng ta hẳn là đã nửa đường bị diệt, chờ ở điểm đến không phải là người của chúng ta. Hành tung của chúng ta nhiều lần bị tiết lộ, xem ra đối phương ở trận doanh bên ta xếp vào không ít gian tế. Lại còn là địa vị cao, chúng ta bây giờ nên làm gì, về đường cũ hay là đi đường vòng? Tử Ly hỏi, chúng ta không thể lại hướng đến phía biên quan, hiện giờ chỉ có xuôi nam đến Lân Châu mới tiếp tục tính toán. Lân Châu là một quận huyện phía nam tương đối xa xôi lạc hậu, địa vực mặc dù rộng nhưng đa số đồi núi hoang dã, dân cư rất thưa thớt hơn nữa chủ yếu lấy nghề nông mà sống. Khi đoàn người của Tử Ly trèo đèo lội suối rốt cục đi vào Lân Châu thành thì đã là chuyện bốn ngày sau. Đây là Lân Châu thành, thật sự là đủ xa xôi, đủ hoang vắng, Tử Ly hí mắt nhìn tòa thành chỉ đơn độc tỏa lạc trên cánh đồng hoang vu đằng trước nói một đường đi tới nhìn trình độ nguyên thủy của nó đã đủ làm cho tử ly giật mình, hiện tại cư nhiên ngay cả tường thành của chủ thành cũng mọc dài cỏ dài. Nếu không phải thấy bên trong còn có người đi đường qua lại, tử ly còn tưởng rằng đã tới đổi viện hay hoang viện gì ni. Ngụy tướng quân, nơi này địa vực xa xôi hẳn là ngại có người ngoài tiến vào, nếu chúng ta như vậy đi vào nhất định sẽ khiến cho bọn họ chú ý, đến lúc đó hành tung của chúng ta không phải lập tức bị lộ sao. Điện hạ cứ yên tâm đi, cũng bởi vì nơi này địa vực xa xôi được người phong tỏa tin tức mới không tiết lộ ra ngoài ta thấy ngược lại an cực khanh liếc mắt nhìn hắn ngắt lời nói trên đời không có tường nào không lộ gió huống hồ ngươi làm sao biết an cần lạc không phái người ẩn núp trong này trước ngụy thần nhất thời ngậm hỏng tiếp theo chắp tay hồ thẹn nói là thần sơ sót tử ly xua tay như vậy chúng ta phải ngụy trang một chút hay không không chỉ là ngụy trang hơn nữa còn phải đạt được phê văn vào thành. chương 13, khi đoàn người của tử ly cải trang thành bình đầu bách tính, dân tóc húi cua tiến vào lân châu thành, Bắc Linh Kinh Đô lại truyền ra một tin tức làm cho mọi người ồ lên một trận. Ngay sau vài ngày Bắc Linh vương táng nhập Hoàng Lăng, báo mộng cho Hoàng tử An cần lạc hướng về hơn 10 vị văn thần võ tướng trong triều viết chấm chi băng chết đúng là ngoài ý muốn, hy vọng các khanh chớ trách tội đại Hoàng Nhi. Chấm hôm nay báo mộng với chư vị là có sự tình quan trọng muốn tuyên, thường ngôn lời hay nói ra không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, chấm băng hà nhiều ngày, quốc cũng vô quân nhiều ngày, tình trạng này tuyệt không ổn vào lúc này, chấm đặc biệt mệnh chư vị thức tốc chọn ngày lành tháng tốt, thay đại hoàng tử an cần lạc khánh cử đại điển đăng cơ. Biên quan chúng tướng nghe được tin báo này tức giận đến trời ầm lên, khá khen cho nghịch tặc không biết xấu hổ mà ngay cả ngụy trọng sở luôn luôn ôn hòa cũng không ngăn được nhíu chặt mày trầm ngâm trong chốc lát y xua tay làm cho chúng tướng bình tâm chớ giận nói tin tức này đối với chúng ta tất nhiên bất lợi nhưng trước mắt tối trọng yếu là chúng ta sớm ngày đem điện hạ đón nhập trong quân y vừa nói như thế mọi người mới thoáng áp chế cơn tức một thanh niên tướng lãnh hơn 20 tuổi bắt đầu lòng đầy căm phẫn nói công tử điện hạ là chúng ta phải đón nhưng bên này cũng không thể tùy ý nghịch tặc kia vô pháp vô thiên hắn nếu là đăng cơ làm hoàng đế người của chúng ta không phải thành loạn đảng mưu phản đạo bất chính danh bất thuận sao cho nên ta thấy không bằng để ta mang hơn người cao thủ lẫn vào kinh đô trực tiếp xử lý hắn cho xong hết mọi chuyện vừa nghe lời này chỉ biết là một kẻ tính tình nôn nóng huyết khí phương cương hắn gọi là lương chiêu từ một tay ngụy thần đề bạt lên lại ở trong quân làm tổng giáo thao luyện binh lính tuy rằng tính tình mạnh mẽ nhưng ở phương diện võ thuật tạo nghệ cũng là nhân tài hiếm có quả thực hồ nháo, Lương Chiêu vừa mới dứt lời, lập tức có một người lên tiếng quát. Người này kêu Lý Sương, đã là hai tấn hoa dâm tóc bạc, nhưng uy nghiêm vưu thịnh yêu tú, địa vị ở trong quân chỉ dưới ngụy thần. Lão nhìn Lương Chiêu nói, nếu thật sự là dễ dàng có thể giải quyết như vậy, một đám người chúng ta còn ngồi ở chỗ này lo lắng cái gì? Lý tướng quân nói rất đúng, việc này không thể lỗ mãng. Nên làm như thế nào, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngụy Trọng Sở nói, Lương Chiêu nghe vậy chỉ đành phải ngồi xuống, nguyên bản kế hoạch là gia phụ cùng quân ta chia làm hai đường, ta đến biên quan thỉnh binh hai ngàn đến hương lăng Trấn phía đông biên giới chờ đợi tiếp ứng, gia phụ liền theo tuyến đường Nhữ Giang Hà tìm kiếm điện hạ. Nhưng hiện giờ tình huống đột biến, binh lính của chúng ta nửa đường bị diệt, người của đối phương mang danh là Sơn Tạc Thù Phỉ, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được đối phương mặc kệ là kỹ năng chiến đấu hay là nhân số cũng tuyệt không phải loại thổ phỉ tạp nham có thể sánh bằng. Bởi vậy có thể phỏng đoán đối phương cũng là binh lính, nhân số có ít nhất 3.000. Quân đội bị diệt chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng hiện nay lo lắng nhất chính là gia phụ cũng không biết tình huống có biến, người bảo hộ điện hạ có hạn, ở bên ngoài biên cảnh Bắc Linh, An Cần là cũng không phải sẽ phái đại quân chặn giết nhưng một khi tiến vào Bắc Linh liền có thể không kiêng nề gì. Ngụy Trọng Sở lo lắng nói, như vậy việc cấp bách của chúng ta chính là thông chi Ngụy Tướng Quân. Lương Chiêu nói, ta đã phái người tiến đến, nhưng không biết tình hình như thế nào. Báo, lúc này, ngoài phòng nghị sự chợt nghe có người báo lại. Truyền, Ngụy Trọng Sở vội nói, nguyên lai là binh lính hai ngày trước phái ra liên lạc qua lại. Tình huống như thế nào? Bẩm báo công tử, các vị tướng quân, khi thuộc hạ cùng vài đồng liêu tìm đến hương lăng tiểu trấn, phát hiện trên núi chung quanh thôn trấn mai phục không ít binh lính, bất quá trong trấn không có phát hiện ngụy tướng quân cùng điện hạ. Vì thế chúng ta ở ven đường tìm kiếm, ở ngoài 50 dặm tiêu lĩnh Sơn phát hiện có thi thể địch binh. Nói như vậy, ngụy tướng quân cũng không có đi hương lăng trấn, hẳn là trên đường phát hiện không ổn nên đã lên bắc hoặc xuôi nam. Lý Sương nói, ngụy trọng sở ngưng mi, mở ra bản đồ phân tích giữa tiêu lĩnh sơn cùng hương lăng trấn nếu lên bắc còn có bản châu trung châu lãnh châu tề châu còn có không dưới 50 mươi trấn lớn nhỏ nếu xuôi nam thì có đậu châu kiềm châu hoặc là lân châu càng xa xôi còn cả ba bốn mươi thôn trấn nhiều châu trấn như vậy nếu muốn tìm thấy điện hạ cùng gia phụ chỉ sợ không phải một sớm một chiều điện hạ tử ly thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài sân xuất thần nói tiến vào một đại hán làn da ngăm đen thần tình hàm hậu đi tới điện hạ, nên dùng ngọ thiện, ngài là ở trong phòng hay là đến đại sảnh dùng. Nguyên lai đây là ngụy thần sau khi dịch dung, đến đại sảnh dùng đi, tử ly đứng lên theo hắn đi ra ngỏa phòng đơn sơ tản ra môi vị vị mốc. Sau khi bọn họ vào thành, vì tránh cho càng nhiều phiền toái nên trực tiếp ở trong một con hẻm nhỏ không thể chớp mắt thuê một tiểu viện cụ cư trú. Chủ hộ trong sân là một lão bà bà hai mắt mù lòa lại có chút nghĩ ngãng, bà sẽ ngủ ở sân cách vách đi vào tiểu thính, An Cực Khanh đã ngồi xuống vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, trên bàn bát tiên đã lau đi lau lại vài lần đặt một mâm cải trắng xào như, một mâm đông qua, mướp đắng phiến giòn gấy, một mâm đậu hủ thảm chạm nát bấy cùng hai chén cơm vàng. Cực, Cực Khanh, Ngụy Thần có chút thẹn thùng nhẹ khụ một tiếng, nơi này thâm sơn cùng cốc hơn nữa lại là mùa đông, cho nên cũng tìm không ra cái gì ăn ngon, những thứ này cũng là đến nông hộ ra mua tới. Người liền chịu thiệt một chút đi. Tử Ly ngồi xuống, Ngụy tướng quân, đây là ngươi làm. Khụ khụ, vâng, bất quá đừng nhìn như vậy, kỳ thật nó đã chín. Ngụy thần vừa trộn trộn đông qua vừa nói, đâu chỉ là chín, quả thực là chín như. An Cực Khanh liếc mắt nhìn cài trắng một cái không mặn không nhạt phao một câu. Ngụy thần cười khan một tiếng, nếu không có da rẻ ngăm đen che giấu thì Tử Ly có thể tưởng tượng vị đại tướng quân này đã thần tình đỏ bừng giống như cái lò lửa. Không sao, không sao, từ ly cầm lấy bát khoái giảng hòa, người xem, không phải còn có đậu hủ sao, tuy rằng thoạt nhìn nát chút, nhưng vẫn là có thể ăn. Ha ha, điện hạ, đây không phải là đậu hủ, là kê đản trứng gà. Ách, ba, ăn cực khanh để đũa xuống bỏ đi. Hoàng thúc ngươi không ăn sao, tử ly vội vàng kêu lên, cái thứ này là người ăn sao, cũng không quay đầu lại lạnh lùng phóng tiếp một câu, an cực khanh, bành, một tiếng khép cửa phòng lại trong mắt ngụy thần một trận hàm đạm điện hạ vẫn là không cần ăn đi đúng là khó có thể vào miệng thần đi ra bên ngoài tìm chút thực phẩm chín trở về ta và ngươi cùng đi tử ly cũng đứng lên nói hai người đi đến trên đường phát hiện lân châu thật đúng là không phải vật tư khuyết thiếu bình thường ở trong này cho dù là có tiền cũng rất khó mua được thức ăn ở đại thành nhìn thấy thực quán ở trong này căn bản là không có bóng dáng cửa hàng hai bên đại môn đóng chặt từ lâu khách điếm cũng là như thùng rỗng người đi ở trên đường đều là vẻ mặt đau khổ mờ mịt cả tòa thành thoạt nhìn tựa như phim ảnh trắng đen không khí trầm lặng không có sinh cơ tử ly nhíu mày cho dù là thâm sơn cùng cốc cũng không đến mức đồi bại thành như vậy chẳng lẽ nơi này mới vừa gặp qua thiên tai nhân hỏa nghĩ như vậy bỗng nhiên thấy một lão nông tóc hoa dâm quần áo đơn bạc vùi đầu lôi kéo một chiếc xe đẩy tay mục nát đi lại tập tĩnh từ bên cạnh qua hài dưới chân đã bị ma sát đến không ra hình dạng, lộ ra ngón chân đông lạnh đến tử trướng thâm tím. Trong lòng tử ly bỗng chốc nổi lên thương xót, vội vàng tiến lên tiếp nhận xe của lão nói, lão bá, ta giúp ngươi đẩy. Lão nông có chút ngạc nhiên ngừng đầu, hai mắt khàn đục liếc mắt nhìn tử ly một cái nói, có tâm, tiểu ca ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Nói xong tiếp tục đi về phía trước, tử ly ngốc lăng, tiếp theo lại tiến lên phụ giúp đuôi xe hỏi, ngài đây là muốn đến chỗ nào, dù sao ta cũng rảnh, ta giúp ngài đẩy đi. Không cần, chỗ ta muốn đi không phải là nơi tốt gì, cẩn thận tìm phiền toái, ngươi đi đi. Tử Ly vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng ngụy Thần bỗng nhiên giữ chặt y nhỏ giọng nói, chúng ta tạm thời đi theo lão cũng được. Lão nông cố hết sức lôi kéo xe đẩy, kỳ thật trên xe đẩy chỉ có một bao tài nhỏ, Tử Ly có chút khó hiểu vì cái gì lão thoạt nhìn giống như lôi kéo hàng hóa nặng ngàn cân lão bị thương, ngụy thần giải thích, hẳn là bị người đánh. Tên nào tám tận thiên lương đi đánh một lão nhân, tử ly tức giận, ngụy thần trầm mặc lắc đầu. Lão nông ngừng lại ở trước một gian phủ viện thoạt nhìn hẳn là khí phái nhất trong lân châu thành. Ngụy thần thấy biển bài trên đầu cửa sắc mặt một trận âm trầm. Chương 14, đó là phủ nha lân châu thành. Hai người nhìn lão nông đem một xa đỗ ở một bên, tiếp theo cõng lên bao tải kia run run đi lên bậc thang nâng vòng đồng sau gõ, đợi thật lâu sau mới thấy đại môn nhắm chặt kia hé ra một cái khe cửa, một tên quan sai thần tình không kiên nhẫn lộ ra nửa thân mình thần sắc không tốt nói gì đó, lão nông khúm núm nghe gã giáo huấn một trận mới được cho phép đi vào bên trong cánh cửa. Điện hạ tạm thời chờ ở chỗ này, đợi thần đến bên trong nhìn một cái. Ngụy thần hướng tử ly chắp tay nói, tử ly gật gật, chỉ thấy ngụy thần đi đến bên tường thả người nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Lão nông bất an theo quan sai xuyên qua sân. Người chờ ở chỗ này. Quan sai ác thanh ác khi phun ra một câu liền đẩy ra một cánh cửa đi vào. Trong ốc hỏa bùn bập bùng ấm áp khô giáo, phía trên hỏa bùn dùng thiết giá như cái vỉ, đặt một cái đại hoa, nồi lớn trong nồi tràn đầy nhục thịt khối sục sôi phí hương nị khẩu, ngấy miệng, hai quan sai ngả mũ xoắn tay áo đang bưng bát vây quanh ở một bên ăn đến miệng đầy dầu mỡ gào to rung động. Đến đến đến, áp đại hay áp tiểu, ta mua đại, mẹ ơi, lão tử không tin ta không gỡ lại được ta áp tiểu. được rồi, mua xong thì rời tay mua xong rời tay a. À. đại đại, đại đại, tiểu tiểu, khai tiểu. bên kia, mười quan sai vẻ mặt phấn khởi đang vây quanh bàn vuông hô lớn, tiếng thét to vang vọng nhức óc. mở rồi, hai năm một bốn, mười bốn điểm, đại. mẹ nó, lại là đại. ha ha, phát tài rồi, hôm nay thật sự là tài thần hộ thân. này ta nói hai tiểu tử các ngươi cũng đừng có mà cắn hết thịt chó, đại gia ta còn chưa hạ khẩu nha. Hắc hắc, chu gia, nhục oa, nồi thịt lớn như vậy hai chúng ta cắn sao hết. Cho dù cắn xong rồi hậu viện không phải còn có rất nhiều gà vịt trâu bò sao. Hai tiểu tử quỷ đói đầu thai các ngươi, đừng ăn, lại đây thay đại gia lắc xí ngầu. Dạ dạ, đến ngay, hai quan sai kia vội buông bát tiến đến giữa chiếu bạc. Chu gia đi đến bên nhục oa ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp lên một khối thịt chó nóng hổi đưa đến miệng, miệng đầy mùi thịt, lại cầm lên hồ lô tử ở bên hông đưa lên miệng uống ngay một hơi, tư vị này, thần tiên cũng bất quá như thế. Đang ăn bỗng nhìn thấy tiểu lý đi giải quyết đã trở về. Rơi xuống mau khanh, hầm cầu, chu ra, hắc, mới không phải nha, chẳng qua lúc giải quyết xong trở về nghe được có người bên ngoài kêu cửa. Là một lão nhân đến giao lương, giao lương thực lúc này ở ngoài cửa chờ a. À? Chu ra lại gắp khối thịt nóng hôi hồi tước vào, hí mắt cảm thụ tư vị rượu thịt giao hòa trong miệng. Để lão tiến vào, giả, tiểu lý mở cửa ngoác ngoác cho lão nông tiến vào. Chu ra mắt cũng không nâng nói, nhà ai, mang bao nhiêu. Lão nông nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm nhục hoa, nuốt một ngụm nước bọt trả lời, sai đại ca, ta là hứa ra ở Đại Vinh Thôn. Tiểu lý đã cầm sổ sách lật đến trang kia, Đại Vinh Thôn hứa ra, Ứng giao lương tam quân, một quân bằng 30 cân, đã giao một quân 20 cân, thiếu lại một quân 10 cân. Ân, một quân 10 cân tức là 40 cân lương, nói như vậy ngươi đã chuẩn bị đủ. Chu ra thổi thổi nhục khối dính nước canh nói. Sai đại gia, ta, ta chỉ chuẩn bị được 13 cân, ngay cả cốc trùng, hạt giống, nhà của chúng ta cũng đưa lên, ngài cũng không thể giàn xếp thêm mấy ngày sau. Lão nông cúi gập thân thề cầu xin. Được, không thành vấn đề, vậy đem lương kia lưu lại người có thể đi rồi tiểu lý a đưa lão ra cửa chu gia không cho là đúng phất phất tay nói từ 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 sai sai đại gia vậy tôn nhi của ta ta có thể lĩnh về nhà hay không ta lần sau nhất định sẽ giao đủ ta không phải cố ý muốn thiếu lương thật sự là bởi vì thu hoạch năm nay không tốt sai đại gia xin phát chút từ bi cho ta lĩnh tôn nhi về nhà đi hắn nhỏ như vậy xương cốt cũng yếu thật sự chịu không nổi hàn khí lao tù, ta quỳ xuống lại ngài, ngài cho ta lĩnh tôn nhi về nhà đi, người đừng quỳ lại ta, ta không thể nhận nổi cái thọ này. Nếu mỗi người cũng giống như người ta một câu không phải cố ý thiếu lương hữu một câu thu hoạch không tốt chẳng phải là thiếu càng nhiều. Không phải chúng ta muốn bắt nhốt tôn tử của ngươi, chúng ta cũng là ấn theo quy củ làm việc a. À. Thượng cấp phát xuống mệnh lệnh, nếu giao không đồng đều vậy phải mượn nhân thân để thế chấp cho nên ngươi cầu ta cũng vô dụng. Có nhiều khí lực náo như vậy không bằng mau mau về nhà gom góp lương đến chuộc người còn quan trọng hơn. Sai đại gia, tiểu lý, thỉnh lão đi ra ngoài. Tiểu lý kéo lão nông đi ra cửa phòng. Sai đại gia, ngài xin thương xót đi. Hứa ra chúng ta cũng chỉ có hắn là độc đinh con rồng duy nhất. Cha nương của hắn đều đi, bỏ lại chúng ta một lão một tiểu. Hắn đã ở lao mục qua mấy ngày, sống hay chết ta cũng không biết a à. sai đại gia chu gia mày không nhấp uống ngay một miệng thiêu đau tử đối với tiếng hô càng ngày càng xa mang theo nước nở khóc cũng ngoảnh mặt làm ngơ tử ly tránh ở phía sau cây thấy đại môn phủ nha mở ra tiếp theo lão nông bị quan sai thô lỗ đẩy rời ra ngoài cửa lão nông ngã nhào trên đất vỗ vỗ ngực liên tục ho khan lão bá người không sao chứ tử ly vội vàng tiến lên nâng lão dậy hỏi khụ 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 lão nông ho đến thần tình chuyển thành sắc tương chỉ vào đại môn nói không ra lời. Lúc này ngụy thần từ trong phủ đi ra rơi xuống phía sau tử ly. Ngụy, đại ca, bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, chúng ta đi về trước, vừa đi vừa nói chuyện. Giúp đỡ lão nông trở lại tiểu viện bọn họ thuê, phát hiện an cực khanh đang vẻ mặt không vui đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức kéo dài mặt hỏi các ngươi đi đâu vậy? Người kia là ai? Cực khanh, chúng ta vốn là muốn đến bên ngoài tìm chút thức ăn, nhưng gặp vị đại gia này, quan sai trong thành này thật sự là thứ ức hiếp dân chúng táng tận thiên lương. Đem lão nông diều đến đại sảnh ngồi xuống nghỉ tạm, ngụy thần ngẩng đầu lên nói. An cực khanh nhíu mày, đừng quên tình cảnh hiện tại của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao? Nhưng bọn hắn thật sự rất không có nhân đạo, quả thực là không để ý chết sống của người khác. Loại chuyện này, ta không thể xem như không thấy. Tử Ly tức giận nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm gì? Vì dân trừ hại sao? An cực khanh châm chọc. Nếu là muốn làm cứu thế chủ ta khuyên ngươi vẫn là nên tiêu ý niệm này trong đầu. Hảo hảo cân đo xem chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tử Ly bị lời của hắn đổ một cú. Chỉ thấy y thần tình đỏ bừng. Không biết là buồn bực hay là tu quẫn xấu hổ. Cực khanh, ngươi có thể nào nói như vậy? Ngụy thần nhịn không được ngắt lời, đó cũng là trách nhiệm của thiếu gia không phải sao? Trách nhiệm, ta chỉ hiểu được trách nhiệm hiện tại của y là hào hảo ở nơi này đừng đi xen vào việc của người khác khiến chúng ta thêm phiền toái. Một khi tâm tình khó chịu thì tính tình ác liệt cái miệng không buông tha người của hắn liền xuất ra. Khụ khụ, các ngươi không nên tổn thương hòa khí, đây là lão nông mở miệng nói, những kẻ đó ức hiếp dân chúng chúng ta đã không phải sự tình một ngày hai ngày chẳng qua năm nay đặc biệt không để ý chết sống của chúng ta chút thôi khụ khụ ta không ở đây làm phiền nữa ta còn phải mau mau trở về gom góp lương thực đem tôn nhi của ta chuộc ra lão nông nói xong tựa vào ghế đứng lên lão bá ngươi không phải nói ngay cả cốc trùng trong nhà đều giao đi sao ngươi còn lấy cái gì mà gom góp tử ly hỏi tuy rằng hàng xóm thân thích đều mượn hết nhưng ta ta cũng không thể trơ mắt nhìn tôn nhi ta chịu khổ à lão nông lao một phen lệ nói chúng ta giúp người cứu tôn tử ra được rồi tử ly nhìn an cực khanh nói này cứu một người cũng cũng là có thể đi an cực khanh từ chối cho ý kiến lão nông kích động ôm tay tử ly nói thật sự tiểu ca ngươi thật sự sẽ cứu tôn nhi ta ra tử ly giật nhẹ miệng nhìn nhìn ngụy thần kiên chỉ nói ngụy đại ca có thể giúp lão cứu một người không chương mười trong phòng không người nói chuyện tử ly theo quy củ ngồi ở trên ghế cúi đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đôi hải dưới chân an cực khanh ngồi ở đối diện tầm mắt lạnh đến mức làm cho trái tim nhỏ bé của người ta cũng run run theo gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu của tử ly bộ dáng đó rất có một cỗ xúc động chạy tới đem cái hộp sỏ kêu cô lỗ kia mở ra nhìn xem bên trong chứa thứ đặc sệt gì ngụy thần đứng ở một bên ánh mắt ủy khuất lấy lòng lại hơi có vẻ co quắp chốc chốc lại đem an cực khanh từ đầu đến chân quét vài lần sau đó lại nhanh chóng rút về. Ba, một tiếng vô án rượm lên, sợ tới mức thân thể hai người cấp tốc run rẩy. An cực khanh đột nhiên quay đầu quét về phía ngụy thần gần lên từng chữ nói, còn nhìn nữa ta liền độc chết ngươi. Ngụy thần lập tức xấu hổ dừng tầm mắt, dựa theo hiểu biết của hắn với an cực khanh, lúc này tuyệt đối không thể nghịch chỉ, nếu không chỉ có một chữ thảm tốt lắm hai người các ngươi thật muốn bổ đầu của các ngươi ra nhìn xem bên trong nhồi gỗ hay là bông an cực khanh nghiến răng nghiến lợi âm ngoan chừng mắt tử ly ta đã nói đến rõ ràng tình cảnh hiện nay của chúng ta không chấp nhận được chút khinh tâm thị vệ phái đi thông chi biên quan trước mắt hoàn toàn chưa có tin tức ở bên cạnh ngươi hộ ngươi chu toàn chỉ có mười mấy người nếu dưới loại tình hình này người của an cần lạc biết nơi ẩn thân của ngươi Ngươi cho rằng ngươi còn mệnh sống ở đây làm ra vẻ anh hùng kêu gào cứu cái này cứu cái kia sao? Tử Ly bị giống đến không dám hé răng, còn có ngươi, uổng cho ngươi còn là một tướng quân, uổng cho ngươi còn là một kẻ lãnh binh tác chiến. Cư Nhiên lén chạy đến lao mục cứu người, ngươi nếu cứu một người coi như xong đi, cư nhiên còn đem tất cả tù phạm đều phóng thích ra. Ngươi có đầu óc hay không a? À? Hiện nay bên ngoài tất cả đều là quan binh siêu thành tác hộ tìm thành lục nhà, nhờ phúc của ngươi mà rất nhanh sẽ lục soát tới nơi này. Người bảo chúng ta như thế nào trốn, tuy rằng biết người nọ là một đầu nam giã, đầu gỗ người rừng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng trừ bỏ ngu trung trung thành mù quáng không nghĩ tới còn ngu dốt như vậy. Từ sau khi trọng mộ vẫn là lần đầu tiên nghe hắn đối với mình nói ra lời nói dài như vậy. Nhìn bộ dáng cực khanh khoác mắt nhìn chừng chừng không hề lạnh lùng băng băng, ngụy thần lại có chút hoàng thần phiêu nhiên cực khanh mắng xong, định nhãn mới phát hiện nam nhân này cư nhiên một bộ biểu tình như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Lập tức tức giận đến căn hòa đại động, tay hướng ống tay áo nắm ra bao độc phấn gì đó húc đầu liền tát, may mắn ngụy thần kịp phản ứng lắc mình tránh thoát. Cực khanh, đừng tức giận, người trước hết nghe chúng ta giải thích. Cút cực khanh thoáng chốc tung trường quét tới, ngụy thần nhanh chóng ngửa ra sau khó khăn né qua. Nhưng trường phong sắc bén vẫn là đưa gương mặt hắn tạo ra một đạo hồng ngân cực khanh thấy một chiêu chưa đủ lập tức câu ngón tay tiến lên đánh úp về phía trước ngực của hắn ngụy thần thấy cực khanh tựa hồ thật sự nổi giận cũng không dám phất lờ vội vàng đưa tay chắn cũng vọt người toàn bộ dừng ở phía sau cực khanh ngón tay điểm hướng bái huyệt sau thắt lưng hắn cực khanh biết ý đồ lập tức nhấc chân sau đá thẳng khố bộ của gã ngụy thần thấy thế cũng không thể không chuyển ngón tay thành trường bắt lấy mắt cá chân cực khanh dùng sức ninh xiết toàn thân cực khanh thoáng dùng sức của đôi chân móc lên làm cho Ngụy Thần vội vàng buông tay thoái lui vài bước phía sau, bên này Cực Khanh cũng thuận thế xoay tròn rơi xuống đất. Tử Ly sợ hãi như cá trong chậu xa xa tránh ở một bên không dám nhúng tay vào những cao thủ so chiêu, đặc biệt là trong trận so chiêu có một cao thủ còn đang dưới trạng thái hỏa đại. Đang lúc hai người từ phòng chật hẹp đánh tới ngoài sân, lại từ sân nhảy vào hiên song, cửa sổ, đánh tới phòng ngủ, đại môn vang lên hai tiếng đập cửa. Đây là ám hiệu mà bọn hắn cùng bọn thị vệ ước định tử ly mở ra một cái khe cửa một nam tử y phục rách nát đeo đầu cân khăn chùm đầu vẻ mặt uể oải lách tiến vào chẳng qua sau khi lắc mình tiến vào biểu tình uể oải trên mặt lập tức bị trầm tĩnh cùng khôn khéo thay thế được vào nhà nói sau tử ly đóng cửa ngắn gọn nói hai người đi vào phòng hai cao thủ cách vách còn đang binh binh lách cách tiến hành so chiêu sự tình ta muốn ngươi cha đã có kết quả đúng vậy điện hạ người tới ôm quyền trả lời ngay tại một tháng trước 500 quân hộ thành của Lân Châu Thành bị điều đi, hiện nay chấp sự chính là phủ nha nha dịch. Bởi vì một bên lệ thuộc quan viên ngoại phái, một bên trực tiếp lệ thuộc chi phủ địa phương, cho nên cho tới nay quân nha hai phái va chạm không ngừng. Từ khi quân hộ thành nhận được lệnh điều đi, nha dịch liền độc tài quyền to lợi dụng công vụ ước hiếp bách tính trung gian kiếm lợi túi tiền riêng. Chiếu theo cách nói của người tựa hồ quân hộ thành không phải là cá mè một lứa. Nhưng ngụy tướng quân từng nói với ta, Mặc kệ là kinh đô hay là các châu các chấn, thành quân cùng nha dịch đều là nối thành một phương lợi dụng chức vụ cướp đoạt dân chi. Nói tóm lại là cũng không phải thư tốt, nhưng thuộc hạ ngầm hỏi không ít dân chúng đối với nha dịch là hận chi tận xương, đối với hộ thành quân nhưng thật ra không có nghi nghị. Người có thể tra được chủ sự quan viên hộ thành quân là ai? Là một người kêu tào thạch nghĩa, nghe thế, trong mắt tử ly chợt lóe thiểm quang ánh sáng nhạt nhưng y bất động thanh sắc ý bảo đối phương nói tiếp, hắn xuất thân là quan văn, nhưng vận khí tốt ở trong triều làm chức quan tam phẩm, chính là sau lại chẳng biết tại sao bị biếm rồi lại biếm, cuối cùng biếm đến nơi này làm giám quân. Hắn là một người như thế nào? Ta là hỏi hắn tính tình như thế nào? Theo cách nói của dân chúng, là một người nhàn tàn tùy ý nhưng không quá thích nói chuyện. Nói đúng hơn là có chút tính cách thanh ngạo cô viễn thanh cao ngạo khí của người đọc sách, cho nên đối với chi phủ muốn mượn sức hắn lấy quyền mưu tư rất là chán ghét khinh thường hộ thành quân mà hắn phụ trách ở trên phạm vi rất nhiều quyền lợi lại nhiều lần áp chế bên phủ nha kia, cho nên chi phủ đối với hắn cũng là cực kỳ bất mãn, bởi vì hai chủ sự nhìn nhau chán ghét, hộ thành quân cùng nha dịch cũng liền phân thành đối chọi. Sơ sơ cầm, tử ly trầm ngâm trong chốc lát, ngược lại hỏi hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào. Nhà dịch cơ hồ toàn bộ xuất động trục hộ tìm bắt người. Oán thanh trong ngoài thành đã nổi lên bốn phía. Hoa lạp lạp rầm oanh long long uỳnh hai cao thủ đang đánh đến nan xá khó phân không hoặc là nói một trận tử chiến lạn đà đã từ phòng ngủ lại đánh ra ngoài phòng bàn ghế ven đường đều dễ dàng bị người tòa cân đốn cốt chặt gân bẻ xương tán thi trên sân cực khanh khoái chiêu mãnh công một bộ dáng đánh không đến người thề không bỏ qua ngụy thần gặp chiêu sách đỡ chiêu biểu tình tràn đầy luyến tiếc nếu hạ nặng tay cực khanh là càng đánh càng bốc hỏa ngụy thần là càng đánh càng bất đắc dĩ ngươi lại trốn cho ta, ngươi hỗn đàn này, ai muốn ngươi nhường, xuất ra bản lĩnh theo ta so, cực khanh một cước đá một cái ghế đánh tới ngụy thần. Cực khanh ngươi mệt chết rồi, không bằng nghỉ ngơi một lát đi. Ngụy thần ổn thủ tiếp được ghế hảo khuyên nhủ, nói chưa dứt lời, vừa nói hỏa càng mạo, chỉ thấy cực khanh một tiếng gầm lên, phi thân tiến lên, binh lách cách bàng lại đánh trở về phòng ngủ. Ngụy thần thu hồi tầm mắt, cảm khái thở dài không phải oan gia không tụ đầu a à. điện hạ chúng ta có cần khuyên nhủ hay không người cho rằng hữu dụng sao quên đi đừng để ý đến bọn hắn người dẫn đường hiện tại mang ta đi nhìn tàu thạch nghĩa đi hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe